chương 31 Giả trang bạn trai Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Converter du ung kiều cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình, hỗ trợ Nghe được mộ dung sang mà nói, Trần Phi lập tức liền ngây ngẩn Bởi vì là hắn từ đối phương thời khắc này diễn cảm Còn có trước gọi điện thoại thời điểm sắc mặt biến hóa Cũng có thể nhìn ra cái này bận biểu, sợ rằng không tốt lắm giúp Sang tỷ chuyện gì? bất quá hắn vẫn là đắng mở miệng cười cũng không có lựa chọn tránh dẫu sao như vậy một cái nũng nịu đại mỹ nhân cộng thêm hắn đối với đối phương ấn tượng cũng không kém cũng không có cự tuyệt ngươi hay là gọi ta sang sang đi nói tới chỗ này lúc này mộ dung sang sắc mặt đã có chút hồng hồng mang một phần ngượng ngùng sang sang cái này hai chữ vậy cũng chỉ có và nàng hết sức người thân cận mới có thể gọi chớ nói chi là nàng giờ phút này còn chủ yếu mời trần phi kêu nàng danh tự này bất quá nàng đi theo vẫn là tỉnh táo lại hướng về phía trần phi trong con ngươi xinh đẹp thoáng qua một tia phức tạp nói ta nghĩ buổi tối mời ngươi lấy ta nam thân phận bạn bè đi tham gia ta một người bạn học party sinh nhật à cái gì sang tỷ sang sang ngươi muốn ta lấy ngươi nam thân phận bạn bè đi tham gia bạn ngươi party sinh nhật trần phi lập tức ánh mắt cũng trợn tròn cái này là ý gì đúng vậy ta muốn mời ngươi giả trang một chút bạn trai ta giúp ta một chuyện trần phi ngươi không muốn sao mộ dung sang ban đầu còn nói hết sức nhỏ giọng nhưng đến phía sau vậy vẫn là có chút bán lẻ làm sao chẳng lẽ giả trang nàng mộ dung sang bạn trai là một kiện như thế khổ sở sự việc sao sang tỷ à không đúng sang sang không phải ta không muốn chẳng qua là ngươi bất giác được ta có chút không thích hợp sao trần phi nhìn lướt qua trên người mình giá rẻ quần áo có chút bất đắc dĩ nói mặc dù mình hôm nay đã xưa không bằng nay nhưng là hắn trong nội tâm dẫu sao còn chỉ là một mới vừa bước vào xã hội tuổi trẻ ở đối mặt với đối phương như vậy một cái xinh đẹp như hoa nhiều tiền gương mặt đẹp siêu cấp đại mỹ nữ lúc này hắn vẫn không kềm hãm được có chút tự ti còn không có thay đổi tới đây quan niệm tại sao không thích hợp ngươi là giả trang bạn trai ta ta nói thích hợp liền thích hợp mộ dung sang càng nói càng nhỏ thanh, sắc mặt mắt cỡ đỏ bừng, bởi vì là nàng phát hiện cái đề tài này đối với nàng tới nói thật có chút mập mờ. Từ nhỏ đến lớn, nàng cũng cho tới bây giờ không có làm ra như thế, hoang đường, chuyện tới, đây là lần đầu tiên. Trần Phi, ngươi có thể giúp ta một tay sao? Bạn của ta rất ít, trừ ngươi ra, ta đã không nghĩ ra những thứ khác có người nào thích hợp. Nàng vừa xấu hổ nghiêm mặt nói như thế, mặt nhưng càng ngày càng đỏ rất hiển nhiên lấy nàng xuất thủy phù dung xinh đẹp bên người tuyệt đối không thể nào thiếu thiếu ưu tú người theo đuổi nhưng không biết tại sao nàng đầu óc nhưng không biết cái gì nhớ lại trần phi ngày đó cứu nàng một màn kia thật dày ngực vừa dày vừa nặng chàng trai hơi thở để cho nàng nội tâm không tự chủ được mềm mại điều động một chút nói ra trái lương tâm nói tốt lắm chỉ cần sang sang ngươi đừng chê ta không đủ đẹp trai không trấn áp được bãi những thứ khác liền giao cho ta đi Nghe đến chỗ này, Trần Phi tự nhiên cũng không lý tới do cự tuyệt nữa, trong lời nói mang một loại hào khí can vân. Đúng vậy, hắn hôm nay cũng sớm đã xưa không bằng nay, liền tập đoàn Thương Hải Cao Trí Nam cũng đối với hắn vô cùng kính sợ, vốn là công nhận nhân vật số 4 hoàng phó thị trưởng hoàng đạo, đều yêu cầu trước hắn hỗ trợ, tự nhiên có tư cách xứng với mộ dung sang cái này giả trang bạn trai. Cảm ơn ngươi, Trần Phi, thật ra thì. Mộ dung sang lập tức cười, cười hết sức tốt xem thật ra thì cái gì trần phi nghi ngờ mở miệng thật ra thì ngươi chỉ cần đem ngươi cái này rối bời tóc lý một lý đổi lại cả người quần áo hẳn sẽ không quá xấu xí mộ dung sang thật nghiêm túc mở miệng nói nào biết trần phi nghe vậy sắc mặt ngay tức thì một đắng ép buồn bực mở miệng nói ta nói sang sang ngươi đây là đang thay đổi pháp nói ta xấu xí sao không có không có Trần Phi ngươi đừng hiểu lầm, ta không phải cái ý này. Vậy mộ dung sang lập tức bị Trần Phi đắng ép, tự như bị siêu cấp đã kích nghiêm trọng tiên đoán lừa, liền liền mắc cỡ đỏ mặt, lúng túng, ngượng ngùng nói xin lỗi. Ai, chọc cười ngươi chơi, ta nào có lái như vậy không dậy nổi đùa giỡn. Thấy tình cảnh này, Trần Phi lập tức khôi phục bình thường, cười hì hì mở miệng, nào có trước bộ kia chán trường diễn cảm. Mộ dung sang vừa gặp mình bị lừa, lập tức không tự chủ được làm một cái thói quen tính động tác nhỏ, đó chính là gồ lên hai bên miệng, lớn chừng bàn tay mặt đẹp giống như là một sửng bánh bao nhỏ, bất mãn nói. À, ngươi làm sao lừa gạt ta, ngươi thật là xấu a. À? Trần Phi lập tức bị cảnh tượng này thấy đờ ra, không thể không được, làm vậy mộ dung sang theo thói quen làm ra sửng bánh bao nhỏ, động tác nhỏ lúc này thật sự là manh nán lại, hơn nữa còn là ở nơi này dạng một cái nữ thần trên mình thể hiện ra, lộ vẻ được phá lệ mê người trực tiếp làm hắn không dời ra ánh mắt này ngươi như thế trận mắt nhìn ta làm gì này trần phi mộ dung sang mặt đẹp lại thay đổi đỏ bừng không hiểu trần phi tại sao đột nhiên như thế trực câu câu nhìn hắn để cho lòng nàng không giải thích được có chút nhỏ hốt hoảng à ngạch không việc gì ăn cơm đi ăn cơm trần phi lập tức chột dạ thu hồi ánh mắt không dám nhìn lại đối phương gương mặt vừa vặn đồng tỷ đẩy xe thức ăn tới đây lên bữa ăn, sẽ để cho hắn vừa vặn nắm cơ hội này xé ra đề tài. Ở có chút lúng túng, cộng thêm nhỏ mập mờ không khí trong, Trần Phi và Mộ Dung sang hai người cũng trầm mặt ăn cơm xong. Mà khi bọn hắn cơm nước xong, rời đi nhà này tư nhân nhà ăn sau đó, Mộ Dung sang sắc mặt ửng đỏ mang Trần Phi đi tới bãi đậu xe, một chiếc màu xanh da trời Maserati tổng giám đốc xe trước mặt, thấp giọng nhu nhu mở miệng nói. Đi thôi, ta mang ngươi đi mua quần áo à ngươi nói gì trần phi ré bất ngờ không có nghe rõ ta mang ngươi đi mua quần áo phụ cận đây vừa vặn lần lượt cẩm tú thiên thành đi ngay kia đi mộ dung sang bị cái này ré bất ngờ sợ hết hồn nắm ngực liếc hắn một cái mất hứng mở miệng nói cẩm tú thiên thành nhưng mà trần phi lần này khổ hiển nhiên đối phương là nghĩ xong tốt trang điểm mình một chút cái này bạn trai nhưng mà có thể hay không đổi một có trước lần đó sự việc hắn dĩ nhiên không muốn lại đi cẩm tú thiên thành đặc biệt là nếu như bị quản lý kia nhận ra nói cái này có chút không giải thích rõ ràng à bất quá mộ dung sang thấy được trần phi phát khổ sắc mặt nhưng hiểu lầm nghiêm túc mở miệng nói ngươi yên tâm đi nếu là ta để cho ngươi giả trang bạn trai ta tự nhiên sẽ không để cho ngươi tốn kém sau đó tất cả tiêu xài ta cũng biết giấy tính tiền ngươi đừng lo lắng sang sang, ta không phải cái ý này. Trần Phi một mặt đắng ép, hắn tự nhiên không phải cái ý này. Được rồi, lên xe đi. Mộ dung sang xoay người trực tiếp ngồi lên nàng xe yêu. Thấy tình cảnh này, Trần Phi tự nhiên cũng không khả năng lại nói nhảm nhiều, đàng hoàng lên xe, màu xanh da trời Masrati tổng giám đốc hướng tập đoàn Thương Hải bên dưới Cẩm Tú Thiên Thành đi tới. Bất quá, Mộ Dung Sang trong kế hoạch trạm thứ nhất cũng không phải cẩm tú thiên thành lậu ba đàn ông chuyên bán, mà là tọa lạc tại đi lậu một tiệm hớt tóc thời thượng, thiên tỳ. Đây tuyệt đối là thành phố Bắc Sơn hết sức mắc tiền, hết sức cao cấp, hết sức có phong cách cao cấp tiệm thẩm mỹ một trong, màu lam nhạc hành tây hình cổng hình vầm, nguyên nga lộng lẫy nhưng lại không mất thưởng thức mái vầm, cộng thêm luôn luôn xuất hiện ở trước cửa cửa kiến cửa sổ bên trong thanh tú lệ, cao gầy thẩm mỹ sư, rửa phát mùi, cũng để cho Trần Phi loại này chưa bao giờ bước vào qua người có chút vọng mà thôi bước. Bất quá, ngày hôm nay nếu là mộ dung sang mang hắn tới, vậy hắn cũng chỉ có nhắm mắt lại, đem đầu mình phát toàn quyền giao cho một cái nhìn như rất có phạm, rất có mốt hơi thở người trung niên cầm đao, toàn quyền xử lý. Không thể không nói, làm tóc thật sự là một kỹ thuật làm việc, vậy thời gian hết sức tốt thời gian sự việc. Tầm thường nữ sinh nhụm đầu phát, làm một kiểu tóc, Phỏng đoán tùy tùy tiện tiện mấy giờ liền đi qua. Mà bây giờ, Trần Phi một cái người đàn ông, mặc dù tóc hắn thật giống như cũng có như vậy chút hơi có chút dài, có thể cái này hình dáng một làm tới, lại có thể ước chừng để cho hắn ở trên ghế ngồi 2.3 tiếng, cũng là trứng đều tan nát. Bất quá, cần cù bỏ ra vậy mà nói đều là sẽ có hồi báo. Làm hắn rốt cuộc ai qua vậy thợ làm tóc ma trảo, đứng dậy hướng về phía mình mới hình dáng nhiều lúc này hắn bỗng nhiên ngây ngẩn đi qua nóng nhuộm sau đó, hơi hiện lên màu nâu, mạch lạc hết sức rõ ràng tóc làm hắn cả người nhìn như tương đương có khí chất, nhẹ nhàng khoan khoái tinh thần, hoàng mỹ sấn nhờ hắn cái mặt này hình đường tranh. Hơn nữa hắn vậy có chừng người cao một thước tám, làm tất cả mọi người tại chỗ cũng trước mắt sáng lên, rõ ràng Trần Phi chỉ cần lại đi đổi một bộ thích hợp quần áo, liền tuyệt đối là đổi một người, và trước kia tầm thường hình dáng có khác nhau trời vượt xoay ngược lại biến hóa. Sang sang, ngươi bằng hữu này căng cơ không tệ liền liền vậy thấy quen người đẹp anh đẹp trai thiên tỳ tì tìm hớt tóc sa lông ghế thủ lãnh kiểu tóc nhà thiết kế cũng đối với trần phi như vậy khen ngợi có thể tưởng tượng được hắn bây giờ biến hóa có bao nhiêu lớn đó là đương nhiên mộ dung sang hiếm thấy như vậy như vậy kiêu ngạo đáp lại một câu làm nami phát sa lông bên trong người quen đều ngẩn ra phải biết mộ dung sang nhưng mà bọn họ thiên tỳ tì tìm hớt tóc sa lông khách quen mọi người bình thường cũng đều coi là tương đối quen thuộc, nơi nào gặp qua như vậy một cái nữ thần phạm gương mặt đẹp lớn người phụ nữ nhỏ như vậy nữ sinh. Mộ dung sang cũng biết tự mình nói, sai, bảo, vội vàng kéo Trần Phi chạy như bay ra tiệm hớt tóc sa lông. Lại đi cẩm tú thiên thành lầu ba đàn ông chuyên khu chọn lựa một cái đắt giá phục làm ra vẻ, lúc này mới có hài lòng đi ra. Trần Phi, ngươi có biết hay không quản lý kia, làm sao ta mới vừa rồi gặp hắn đối với ngươi ánh mắt, có chút kỳ quái rời đi cẩm tú thiên thành sau đó mộ dung sang một bên đi bãi đậu xe đi một bên tò mò hướng trần phi vấn đáp không có sang sang ngươi sợ rằng cảm giác sai trần phi sắc mặt cổ quái trả lời trong lòng ngầm nói thật may mới vừa rồi mình động tác mau đối phương vậy đủ tinh linh bất quá bây giờ sợ rằng cũng lộ tẩy à phải không lên xe đi ta còn cần trở về đổi cả người quần áo đợi một hồi vậy không sai biệt lắm thời gian có thể đi qua Mộ dung sang đổ cũng không nghĩ nhiều Suy nghĩ mở miệng nói Đi qua bọn họ như thế gặp lại đằng Không sai biệt lắm đều có 3-4 giờ trôi qua Lập tức tới ngay buổi tối thời gian ăn cơm Mặc dù hắn bạn học party sinh nhật là ở 7 giờ rưỡi tối Nhưng cùng nàng trở về đổi thay quần áo Mới đi ra ăn bữa cơm Phỏng đoán cũng chỉ xong hết rồi Cho nên phải được nhanh lên mới được Nghe được cái này Trần Phi tự nhiên vậy lanh lẹ lên xe Dù sao đều đã đáp ứng đối phương Nàng nói là cái gì? Chính là cái đó hả? Converter du ung kiều cầu ủng hộ bộ đô thì thiếu đế trở về. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 32 Dự tiệc. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện.audio chấm Converter du ung kiều cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình người biết nói tiếng Anh sao. Ở trên đường, mộ dung sang bỗng nhiên nhỏ giọng hỏi. Tiếng Anh, không biết. Trần Phi chột dạ trả lời. Mặc dù cái này tiếng Anh đã thành hiện nay sinh viên tốt nghiệp lớp phải học, nhưng ở bọn họ cái loại đó Tam Lưu Đại học sư phạm, thật sẽ nghiêm túc học, phỏng đoán không mấy cái, tự nhiên hắn cũng là hoàn toàn không nghĩ ra được. Không biết à, vậy thì có chút phiền toái, đợi một hồi muốn nói cho các nàng biết ngươi là thân phận gì đâu. Ngươi không biết ngoại ngữ, vậy thì không thể làm bộ như là hải quy tinh anh. Mộ Dung Sang nghẹo đầu lẩm bẩm. Nghe đến chỗ này, Trần Phi nhìn mộ dung sang một mặt bộ dáng khổ não, không nhìn được mở miệng nói. Sang sang, ngươi cảm thấy bác sĩ như thế nào? Dầu gì hắn bây giờ cũng là vốn là lớn nhất tam giáp cấp bậc bệnh viện phó chủ nhiệm bác sĩ, hơn nữa còn trẻ như vậy, mặc dù trên tay tiền là ít một chút, nhưng cái thân phận này nói ra, hắn còn chưa mất mặt đi, tổng vẫn là có không ít người hâm mộ hắn bây giờ. Bác sĩ đương nhiên được rồi, thật ra thì ta thích nhất nghệ chính là bác sĩ, bởi vì là bọn họ có thể chữa bệnh cứu người bất quá ngươi cũng không phải là bác sĩ nói cái này làm gì mộ dung sang nghi hoặc nhìn trần phi nghe được đối phương không tin giọng trần phi buồn bực mở miệng nói sang sang thật ra thì ta vẫn là có thể đóng vai một chút bác sĩ có thật không ngươi có hiểu hay không y học nếu như bị các nàng phát giác ra được lộ tẩy làm thế nào Mộ dung sang nghe vậy có chút không yên lòng mở miệng nói. Ngươi phải tin tưởng ta mà, ta trước kia vẫn là học qua thời gian rất lâu y thuật, lắc lư lắc lư người ngoài nghệ còn là không thành vấn đề, một điểm này, ngươi có thể yên tâm. Trần Phi cười nói. Vậy cũng tốt, đợi một hồi bọn họ nếu là hỏi tới nghề nghiệp của ngươi, ngươi liền nói ngươi là bác sĩ. Mộ dung sang nhỏ giọng nói. Đi theo nàng lái xe đi tới thành phố Bắc Sơn Kim Lương khu nổi danh giá cao xa xỉ tiểu khu, đi về nhà đổi lại một cái mốt màu trắng nhỏ khảm vai, màu vàng nhạt trong quần, hắn đầu gối mà lên tà áo, bao quanh nàng cặp kia cao ngất, thon dài trắng nõn chân ngọc, toàn bộ cao nhân dáng người biểu dương dầm về tẩn trí, hơn nữa, lung linh trong nhưng cũng không phải là tao nhã, hấp dẫn mà không phải là quyến rũ, rất mê người. Hơn nữa nàng còn tận lực ở trên môi bôi một ít cạn màu tím môi cao, xinh đẹp trên lỗ tai treo hai đứa nhỏ đúng dịp thủy tinh bông tai, mát mẻ động lòng người. Đi thôi, ta mang người đã qua. Chuẩn bị xong hết thảy các thứ này sau đó, mộ dung sang mang hướng nội thành bên ngoài khu biệt thự đi tới. Nàng vậy bạn học cụ party sinh nhật địa điểm cử hành, chính là ở khu thành phố bên ngoài khu biệt thự bên trong. Ở trên đường, mộ dung sang tâm trạng bỗng nhiên lại có chút kích động, không nhịn được nói ra một ít liên quan tới nàng vậy bạn học cũ, còn có chính nàng trước kia ở trường học sự việc nguyên lai like, mộ dung sang trước kia ở lên lúc học đại học từng có một cái rất tốt hơn bạn gái thân tên là lý ngọc mẫn người lớn lên rất đẹp còn là một nhà giàu tiểu thư làm một phòng ngủ các nàng đã từng vô cùng hình bóng không rời tất cả mọi người đều nhận vì các nàng hết sức tốt hơn có thể đến cuối cùng lý ngọc mẫn nhưng ở vụn trộm cho nàng một đao đoạt đi nàng bạn trai nguyên lai like, lý ngọc mẫn sở dĩ cùng mộ dung sang như thế tốt hơn lại là bởi vì là nội tâm cực độ đối phương xinh đẹp, tâm tính vặn vẹo, cho nên mới trăm phương ngàn kế muốn đến gần đối phương, sau đó, cướp đoạt nàng hết thảy tất cả. Thậm chí liền liền lần này, mộ dung sang sau khi tốt nghiệp một tay khai sáng được lúc làm ra vẻ thương hiệu công ty, đề trọng bảo chuẩn bị đẩy ra một loạt nhằm vào đắt tiền tiêu xài đám người sản phẩm mới, nhưng khó hiểu đụng phải nước ngoài nổi danh lúc làm ra vẻ xa xí phẩm thương hiệu tới tỉnh Giang Nam cân nhắc, tìm kiếm hợp tác sự việc đều là nạn lý ngọc đình một tay dở trò quỷ rất hiển nhiên những chuyện này cũng đối với mộ dung sang đã kích rất lớn cho nên nàng mới có thể như vậy tâm trạng mất khống chế ở trần phi trước mặt nói ra những chuyện này sang sang ngươi yên tâm đi tối hôm nay ta sẽ giúp ngươi đem ngươi mặt mũi kiếm lại trần phi cơ hồ có thể nói là cau mày gắn gượng trễ nội tâm vô cùng không hổ thẹn loại đàn bà này đa tạ ngươi trần phi Nghe được Trần Phi mà nói, mộ dung sang không biết vì sao khó hiểu có chút an lòng, thấp giọng nói. Đêm đến, thành phố Bắc Sơn Hải Giang khu. Cái này là cả thành phố Bắc Sơn nhất đến gần mẫu sông Hải Giang khu, cho nên phong cảnh hết sức ưu mỹ, hoàn cảnh xinh đẹp, từ đó hấp dẫn tới rất nhiều biệt thự sang trọng khu ở chỗ này nhô lên, tất đất tất vàng. Nhất là này khu đến gần vùng ven sông một đời, lại là các loại nhà hàng mắc tiền, quán bar, Câu lạc bộ nhà giàu nhiều vô số kể, thậm chí còn có du thuyền trú cảng, là thành phố Bắc Sơn ở giữa đêm địa phương náo nhiệt nhất. Mà ở đó hải giang khu có 10 phân nổi danh mắt tiền câu lạc bộ, tên là Hào Hưởng, nghe nói chỉ là lệ phí nhập hội liền đạt tới 100.000 tên người tiền, chớ nói chi là bên trong bộ các loại tiêu xài, đủ để làm người ta vô cùng chắc lưỡi hít hà, có thể nói thành phố Bắc Sơn thậm chí còn chung quanh mấy cái thành phố có ảnh hưởng nhất lực nhân sĩ thành công, nhà giàu xã giao tụ họp nơi mà vậy mộ dung sang bạn học tối nay party sinh nhật chính là ở hào hưởng câu lạc bộ lầu ba cử hành nghe nói hào hưởng câu lạc bộ có lầu năm trước hai lầu không thiết lập hạn chế nhưng nếu là muốn ở lầu ba tiêu phí tối thiểu cũng phải là hào hưởng câu lạc bộ bạc trắng hội viên mới được còn như cử hành party sinh nhật vậy khẳng định phải đem toàn bộ lầu ba bao tới phỏng đoán chí ít vậy được hoàng kim cấp bậc hội viên mới có như ảnh hưởng này lực còn có vậy tiêu xài nói ít vậy được bảy con số để cho rất nhiều người bình thường cả đời cũng góp không tới nhiều tiền như vậy. Hào hưởng cửa câu lạc bộ danh xa vân tập, ví dụ như Jaguar, Lao, Maserati, Porsche, Ferrari đồng giá cách kinh người, ngày thường ở trên đường chính rất khó nhìn thấy xe ở chỗ này nhưng thành đại lục mặt hàng. Chỉ sợ cũng chỉ có triệu cấp bậc trở lên xe sang, mới có tư cách ở chỗ này hơi hấp dẫn một ít ánh mắt đi. Trách bất đắc dĩ mộ dung sang thủ hạ lúc công ty thời trang quy mô, vậy vẫn là mua một chiếc giá trị hơn một triệu Maserati tổng giám đốc tới chống đỡ mặt mũi, chính là cái đạo lý này. Phàm là làm ăn, cũng không chạy khỏi cửa ái này. Đi thôi, chúng ta đi xuống. Mộ dung sang từ trên xe bước xuống sau đó, lại có thể mặt đỏ đỏ chủ động vén lên Trần Phi cánh tay. Trần Phi thấy vậy ngẩn người, lại có thể vậy không tự chủ được sắc mặt có chút ửng đỏ. Hắn cảm giác được mộ dung sang trên mình đạm nhã mùi thơm, da thịt trắng noãn, còn có vậy mềm mại trước ngực. Hết thảy các thứ này cũng để cho hắn nội tâm không chịu thua kém đông đông nhảy loạn, lúng túng không được. Chúng ta bây giờ là bạn bè trai gái quan hệ, chỉ có như vậy, bọn họ mới sẽ không hoài nghi. Mộ dung sang cũng không biết mình tại sao phải giải thích, dù sao nàng thanh âm rất nhỏ, rất xốp giòn, giống như là gạo nếp như nhau. Ách, được rồi. Trần Phi mới vừa như vậy không khỏi đầu óc vừa nói. Ngay tại lúc này, hào hưởng câu lạc bộ lầu ba đến thang máy từ từ mở ra truyền tới tiếng nhạc chỉ gặp toàn bộ hào hưởng câu lạc bộ lầu ba hết sức sang trọng phòng khách kim ngọc điêu khắc nguy nga lộng lẫy xa hoa đẹp cẩm thạch bóng loáng được có thể làm gương theo còn có vậy treo ở đỉnh đầu mọi người đắt tiền thủy tinh đèn treo ở trong đại sảnh ương phát ra ánh sáng sáng chói tiếng nhạc mềm mại mau xem đó không phải là mộ dung sang sao trường học chúng ta năm đó hoa khôi trường học thật là càng ngày càng đẹp so với ban đầu thời điểm ở trường học người hấp dẫn hơn nữa tại chỗ mọi người con ngươi đều bị trần phi còn có mộ dung sang đến hấp dẫn đi không chỉ là những cái kia văn chất lịch sự người đàn ông thấy mộ dung sang thời điểm tươi đẹp cũng có những cái kia mốt lễ phục và dạ hội người đẹp thấy trần phi cao lớn dáng người thời điểm trước mắt sáng lên ngươi thật đúng là đừng nói đi qua buổi chiều vậy một phen gian khổ mài sau đó trần phi thật đổi được đẹp trai bức người rất nhiều làm cho nhiều người đẹp cũng ngạc nhiên mừng rỡ. Sang sang, ngươi có thể rốt cuộc đã tới, các bạn học đều nói thật muốn niềm tình ngươi, thật may ngươi hôm nay tới, nếu không, mọi người thật là liền phải thất vọng. Ngay tại lúc này, một đạo nũng niệu thanh âm truyền tới, nhưng là một vị ăn mặc màu xanh đậm thấp lĩnh lễ phục già dạ hội, chân đạp cá sấu miệng dày cao gót, trên lỗ tai mang lóe sáng vừa thấy cũng biết giá trị không rẻ thủy tinh bông tai trong tay cầm một khoảng đen trắng tương ở giữa in cổ kỳ ký hiệu túi sách người đẹp nhiệt tình tới ông chầm mộ dung sang không cần phải nói đây chính là mộ dung sang năm đó tự nhận là tốt nhất bạn gái thân nhưng là nhưng ở cuối cùng phản bội nàng đoạt bạn trai nàng đại học bạn học cùng lớp lý ngọc mẫn năm đó nàng mặc dù thành công từ mộ dung sang trong tay đoạt đi đối phương bạn trai có thể những năm này đã qua nàng lại không có tưởng tượng như vậy vui vẻ bởi vì là năm đó vị kia đa tài lại đẹp trai mộ dung sang mối tình đầu bạn trai trên thực tế cũng chính là hướng về phía nàng có tiền mới phản bội mộ dung sang và nàng ở chung với nhau cho nên sau đó các nàng cũng giải tán cũng không có chung một chỗ bao lâu bất quá rất hiển nhiên loại này rõ ràng mang kim tiền tính chất cướp đoạt cũng không thể đủ hiển hiện ra nàng lý ngọc mẫn mị lực vậy chớ nói chi là có thể chứng minh mình sau mộ dung sang mạnh cho nên trải qua lâu như vậy nàng cũng còn là nhớ không quên muốn đã kích mộ dung sang, thậm chí liền Italy tập đoàn Saint Laurent phó tỉnh Giang Nam thực tập khảo sát, chuẩn bị tìm kiếm hợp tác. Đều là nàng ở biết mộ dung sang chuẩn bị đẩy ra sản phẩm mới lúc này bỏ ra giá rất lớn mới xuất thành công. Bởi vì là nàng muốn đã kích mộ dung sang lúc công ty thời trang, để cho nó vì vậy hoàn toàn sụp xuống. Như vậy có thể gặp, người phụ nữ này thật sự là chăm chỉ vô cùng ác độc liền bởi vì là mộ dung sang ở trường học thời đại so nàng đẹp, càng dụ cho người nhìn chăm chú, liền vì vậy ghen tị, tâm tính hoàn toàn vặn vẹo, thật là để cho người giật mình. Converter Du Ung kiều cầu ủng hộ bộ đô thì thiếu đế trở về. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 33 Người nước ngoài vô lễ Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Converter du ung kiều cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình, mộ dung đại mỹ nữ, ngươi có thể muốn chết ta, còn nhớ được ta sao? Ta là tiểu mập à, ngươi vậy thiệt là, từ 5 năm trước mọi người sau khi tốt nghiệp, ngươi liền một lần bạn học tụ họp cũng không có tham gia qua, chúng ta cũng sắp quên ngươi dáng dấp ra sao? Ngay tại lúc này, có 6-7 vị ăn mặc gọn gàng xinh đẹp hơn 20 tuổi người tuổi trẻ tụ tới, một vị trong đó nhìn như có chút mập lùng mập lùng chàng trai khoa trương kêu to lên rất hưng phấn đi cho ta đi sang một bên sang sang nhưng mà trường học của chúng ta cười nhạo lớp dị hoa có biết nói chuyện hay không đâu lại có một cái nhìn như thật cao cường tráng cường tráng nhắc nhở giống vậy có chút mập chàng trai đem trước người nọ chen ra ngoài mình chen đến trước mặt tới hướng về phía mộ dung sang khoa trương nói hoa khôi trường học sang sang còn nhớ được ta sao ta là đại mập à chính là bốn năm đại học ngồi ở ngươi phía sau cái đó nói xong giang hai cánh tay ra. Các người hai cái mập mập chết bầm, đi ra. Ai biết mộ dung sang thật là một cái thân thiết liền ông Trần Phi cánh tay, hướng về phía cái này hai người, chê, nói, miệng trệ lên tới thành sửng bánh bao nhỏ. Các người hai cái mập mập chết bầm còn dám xuất hiện ở ta trước mặt, các người trước kia thật là không có thật xấu, mỗi ngày giờ học cũng biết làm tóc ta, hại ta không thể chuyên tâm nghe giảng. Hừ, ngươi không để ý tới các ngươi mặc dù mộ dung sang nói như vậy nhưng là ai cũng nghe được nàng trong lời nói hưng phấn còn có hôn thân mật ban đầu lúc đi học liền bởi vì làm cho này hai kẻ dở hơi ngày ngày phiền mình ngày thường ở giữa tăng thêm không thiếu sung sướng cũng để cho nàng ở đó đoạn không oan uổng nhớ lại trong năm tháng duy nhất có muốn nhớ lại địa phương ở ban đầu bọn họ quan hệ có thể là đặc biệt tốt qua wow, chẳng lẽ vị này chính là chúng ta mộ dung nhiều hoa khôi trường học bạn trai quả nhiên đẹp trai bức người, so với ta nhỏ hơn mập chỉ kém như vậy một chút xíu. Vậy tiểu mập lại chen tới, khoa trương cười hì hì nói. Đi ngươi, ngươi cũng không đi tiểu xem xem ngươi vậy xấu xí dạng. Muốn so với, vậy nhất định là so ta đại thù chỉ kém như vậy một chút xíu, ngươi nói đúng không, sang sang đại mỹ nữ. Vậy đại mập lại cưỡng ép sử dụng võ lực, trấn áp, tiểu mập, đem hắn chen về sau đi, một mặt khoa trương nói. Được rồi, các người hai cái cũng không ngại sang sang phiền các người hai cái cũng tốt nghiệp đã nhiều năm như vậy còn như thế không đứng đắn và trước kia lúc đi học một cái đức hạnh lý ngọc mẫn giờ phút này mặc dù trên mặt cười nhưng trong lòng nàng cũng rất không phải mùi vị dứt lời nàng lại không nhịn được giọng tể đoái đạo sang sang ngươi thật là không có suy nghĩ còn không mau cho các bạn học giới thiệu một chút ngươi cái này người bạn trai vị tiên sinh này ngươi ánh mắt thật tốt chúng ta sang sang nhưng mà đại mỹ nhân, ngươi nếu là muốn nuôi nàng mà nói, có thể phải làm cho tốt chuẩn bị tâm lý nha. Chuẩn bị tâm tư. Cái gì chuẩn bị tâm tư? Rất hiển nhiên, nàng là nhận là Trần Phi không thể nào nuôi nổi mộ dung sang loại tầng thứ này đại mỹ nữ, cho nên đang thay đổi đúng cách dẫu cợt, đồng thời cũng có thể mặc bên nổi bật mộ dung sang ánh mắt không được, tìm một cái không nuôi nổi mình bạn trai, một lần hành động hai được. Xin lỗi, Lý Tiểu Thư, viên này không cần ngươi bận tâm. Ta là một người trung y, ta cảm thấy ta chắc có năng lực nuôi sang sang chứ. Trần Phi nhàn nhạt nói. Trung y. Lý Ngọc Mẫn nghe vậy khóe miệng buộc vòng quanh vẻ khinh thường, vô tình hay cố ý dễu cợt nói. Nguyên lai tiên sinh ngươi là một vị trung y à, không biết ở đâu cao tựu. Hẳn tiền lương rất thấp chứ. Trung y, hôm nay ở Hoa Hạ đều đã không được, căn bản để cho người xem thường, hơn nữa tiểu tử còn trẻ tuổi như vậy ha ha nguyên lai like cũng chính là một người bình thường à lý tiểu thư ngươi là xem thường trung y sao trần phi hơi hí mắt ra nói ngược lại cũng không phải xem thường kéo chỉ phải thì phải bàn về chuyện mà thôi trung y vậy cứ như vậy mà thôi lý ngọc mẫn nghe vậy nhàn nhạt khinh thường nói à vậy cứ như vậy dạng trịnh thư ký tu chi tiên sinh mời nơi này chính là tiểu nữ cử hành party địa phương. Ngay tại lúc này, một vị trên mặt rõ ràng mang hiến mị vẽ người đàn ông trung niên đang dẫn một vị tóc vàng người ngoại quốc bước vào phòng khách. Sau lưng còn đi theo vô cùng là cả người hát tây trang, ánh mắt sắc bén người nước ngoài hộ vệ, còn có một vị nước chữ mặt to, mặc âu phục khí phái người trung niên. Là Tu Chi Tiên sinh tới. Mà ở vừa thấy được vậy đoàn người bước vào phòng khách, Lý Ngọc Mẫn lập tức ánh mắt sáng lên, nhìn không được sẽ cùng Trần Phi, mộ dung sang các người so đo, sách lễ phục dạ hội tà áo vội và hướng những người đó nghênh đón. Mà còn sót lại mọi người, tuyệt đại đa số đều dùng một loại ánh mắt hâm mộ nhìn Lý Ngọc Mẫn hình bóng. Vào giờ khắc này, vô luận là nạn nhân phẩm biết bao tồi tệ, nhưng bỏ mặt nói thế nào, bọn họ đều là học thiết kế, tự nhiên rõ ràng Tu Chi Tiên Sinh là nhân vật nào, đây chính là Italy đương thời kiệt xuất nhất nhà thiết kế một trong, ở quốc tế mốt khoanh đất vị cực cao, sức ảnh hưởng tương đối lớn. Mà nàng lại có thể có thể tự mình đi tiếp đại cái loại đó nhân vật lớn, thật là, thật là quá để cho người hâm mộ. Là bọn họ mấy cái. Chỉ có Trần Phi một người sắc mặt là lạ, lạ, bởi vì là hắn nếu là không nhận lỗi, tóc vàng kia người ngoại quốc, không phải là ngày đó ở Đại học Bắc Sơn phòng đọc sách đột nhiên cơ tim tắc nghẽn, sau đó bị hắn cứu người kia ngày đó mấy người hộ vệ kia còn có cái đó giống như là chánh phủ nhân viên làm việc người trung niên cũng đều ở italy được gọi là thế giới mốt lãnh vực còn có nghệ thuật văn hóa trước dọc theo là gửi lực với nghệ thuật sự nghiệp cao nhất cung điện mốt chi cũng có đông đảo tại thế giới được hưởng thịnh dự xa xí phẩm thương hiệu ví dụ như sen loren armani Gucci, barolo đợi một chút ở cả thế giới cũng sức ảnh hưởng cực lớn đặc biệt là nhằm vào đắt tiền tiêu xài đám người là bọn họ nhìn chăm chú tiêu điểm mà lần này, nếu là không có tập đoàn Sen Loren không giải thích được đột nhiên tới tỉnh Giang Nam tại hiện trường khảo sát, tìm kiếm hợp tác, như vậy mộ dung sang thủ hạ lúc công ty thời trang lần này đề trọng bảo, đẩy ra nhằm vào đắt tiền đám người một bộ sản phẩm mới, có lẽ còn có thể thành là bọn họ cuộc khởi bước ngoặt, sản phẩm bán nhiều. Nhưng thực tế nhưng là không có nếu như. Thế giới mốt trước dọc theo chi cũng, Italy Milan cao cấp nhất xa xí phẩm tập đoàn, lại đột nhiên lấy vật khổng lồ thân phận, xông vào hoa hạ tỉnh Giang Nam cái này thị trường, tự nhiên lập tức liền đem mộ dung sang trước khổ tâm tạo tuyên truyền hiệu quả, trả cần cù mồ hôi đánh vào hầu như không còn. Do như trong bão táp thuyền nhỏ, bị tất cả mọi người đều nhận là sẽ chìm ngập, thậm chí, liền liền mộ dung sang mình cũng mất đi lòng tin. Đây cũng là nàng tối nay đến bây giờ tâm trạng cũng một mực không ổn định, tâm tình rất thấp rơi nguyên nhân. Có lẽ, lại muốn không được bao lâu, nàng những năm này một tay tạo dựng lên bao hàm nàng vô số tâm huyết tín niệm lúc công ty thời trang liền đem sẽ sập tiệm loãng ra tầm mắt của mọi người liền đi chư vị bạn học cũ xin cho phép ta vinh hạnh giới thiệu cho các ngươi vị này là đến từ italy milan tập đoàn sen lorenzo tiên sinh hắn là tu chi tiên sinh chất tử lần này đồng dạng cũng là tới ta tỉnh tại hiện trường khảo sát tìm kiếm hợp tác ngay tại lúc này vậy lý ngọc mẫn lại có thể lại lần nữa trở về hơn nữa còn dẫn một vị tóc vàng mắt xanh, thân hình cao lớn người nước ngoài, xem người cảm giác hết sức kiêu ngạo, giống như là trong xương hết sức kiêu ngạo vậy. Vị này xinh đẹp nữ sĩ, người tốt, có thể nhận thức một chút sao? Ta là tới từ Italy Gamio, nhà ngươi thật là quá đẹp, cảm ơn thượng đế. Vậy tóc vàng mắt xanh Gamio không mặn không lạc hoàn toàn không để mắt đến tại chỗ tất cả những người khác lại có thể vừa lên tới liền ánh mắt sáng lên nhìn chầm chầm mộ dung sang, ý đồ hiển nhiên. Tại chỗ sắc mặt của mọi người cũng không quá tốt, bởi vì là bọn họ cũng có thể cảm giác đến cái này da miêu quá trong mắt không người, hoàn toàn khinh thường bọn họ. Bất quá, hắn vậy quả thật có cái này tư cách, phải biết thúc thúc hắn nhưng mà tu chi, vì kia Italy đương thời kiệt xuất nhất nhà thiết kế một trong, cùng bọn họ hoàn toàn không phải người một cái thế giới nhưng mà mộ dung sang lại không thích cái này người nước ngoài, bởi vì là hắn ánh mắt quá trần truồng, làm người ta chán ghét, hết sức ghét. Ta nói vị này gia miêu tiên sinh, ngươi vừa lên tới cứ như vậy nhìn chầm chầm ta bạn gái, có phải hay không có chút quá thất lễ? Ngay tại lúc này, Trần Phi tiến lên một bước mỉm cười nhìn đối phương. Đối phương nếu có thể nói tiếng Trung, vậy muốn đến, cũng hẳn nghe hiểu được mới đúng. Mà ở thấy Trần Phi như vậy cử động, tại chỗ không ít người cũng hơi biến sắc mặt. Một là bởi vì là Trần Phi thân cao mặc dù đủ một M8, ở trong nước đã coi như là rất tốt, nhưng nếu là và người nước ngoài so, vậy Yamio vừa thấy chí ít đều có một thước chín mươi mấy, ước chừng so mọi người cao hơn một cái đầu, thiên nhiên hay yếu thế mấy phần, lộ vẻ được sức chưa đủ. Hai là bởi vì là đối phương lai lịch thực sự quá lớn, đây chính là Italy đương thời kiệt xuất nhất nhà thiết kế một trong, tu chi tiên sinh chất tử, thân phận không phải chuyện đùa hơn nữa bọn họ lần này vẫn là đại biểu italy tập đoàn sen loren tới bọn họ tỉnh giang nam thành phố bắc sơn tại hiện trường khảo sát tìm kiếm hợp tác chỉ là hướng về phía một điểm này những cái kia phụ trách mời chào ngoại thương đầu tư quan viên chánh phủ liền tuyệt đối sẽ không để cho những thứ này quý nhân bị bất kỳ ủy khuất gì dẫu sao cái này đầu tư nếu là thật có thể nói tiếp đối với bọn họ mà nói nhất định có thể ở bọn họ tương lai sĩ đồ trong lý lịch tăng thêm vô cùng mắt sáng một khoảng, là giá trị kinh người, cũng là bọn họ tương lai bình bộ lên chức, hướng phía trên bò dựa vào, cho nên tuyệt đối với không cho phép có bất kỳ người phá xấu xa. Cho nên vậy Lý Ngọc Mẫn vừa gặp Trần Phi lại dám như vậy Gia Miêu nói chuyện, lập tức sắc mặt thay đổi, hướng về phía Trần Phi giọng hết sức không khách khí nói. Trần Tiên Sinh, ngươi có biết ngươi đang nói chuyện với ai? vị này Yamio tiên sinh nhưng mà lần này tới ta tỉnh khảo sát đầu tư nặng muốn một trong người phụ trách, hắn ý nghĩa thậm chí có thể trực tiếp ảnh hưởng đến cuối cùng đánh giá kết quả, ngươi rõ ràng cái này ý vị như thế nào không? Đây chính là một kiện liên quan đến mấy chục triệu thậm chí còn hơn trăm triệu nguyên tiền bạc hợp tác hạng mục, nếu như xảy ra điều gì không may, ngươi gánh vác nổi trách nhiệm này sao? Converter Du Ung kiều cầu ủng hộ bộ đô thì thiếu đế trở về. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 34 Ô oh, hát, là ngươi, hoa hạ trần. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Converter du ung kiều cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình tập đoàn sen loren không chỉ là Italy cao cấp xa xí phẩm thương hiệu một trong, trọng yếu hơn chính là, nó vẫn là thế giới 500 xí nghiệp mạnh một trong, mặc dù hạng gần chót, nhưng đối với chính là một cái thành phố Bắc Sơn mà nói, vẫn là đủ phân lượng chớ nói chi là lần này liên quan đến hợp tác số tiền vẫn là mấy chục triệu hơn trăm triệu làm tất cả mọi người tại chỗ cũng lộ vẻ xúc động đặc biệt là đại mập tiểu mập hai người bọn họ vốn chính là thân thích trong nhà làm sự việc vừa vặn và lý ngọc mẫn trong nhà một bộ phận sản nghiệp không sai biệt lắm coi là là đồng hành chẳng qua là bất luận vốn và quy mô cũng kém chút thậm chí vẫn chưa hoàn toàn không đủ toàn hôm nay bọn họ lại nghe đến lý ngọc mẫn nhà quá giang italy tập đoàn sen Laurent chiếc này buôn bán cự hàm sợ rằng phải không được bao lâu thì sẽ đem nhà bọn họ quăng ra cực xa ở không cách nào như nhau nguyên lai vị này xinh đẹp nữ sĩ là vị tiên sinh này bạn gái ngươi bất quá ở chúng ta nước ngoài muốn đến tuân theo chính là người có năng lực mới có thể có được hết thảy đẹp như vậy xinh đẹp một vị nữ sĩ ta không biết tiên sinh ngươi có hay không tư cách có nàng nhưng mà vị kia yamio tiên sinh chẳng qua là lạnh lùng nhìn trần phi một cái nói ra như vậy một phen tiếng nói rồi sau đó hắn liền hoàn toàn không thấy trần phi tồn tại hướng mộ dung sang ưu nhã đưa tay ra phát ra mời nữ sĩ xinh đẹp ngươi là ta lần này đi tới hoa hạ đã gặp nhất phụ nữ xinh đẹp không biết ta có hay không cái này vinh hạnh mời ngươi nhảy một lần vũ đâu vừa gặp yamio trong miệng lại có thể như vậy thổi nâng mộ dung sang Lý Ngọc Mẫn trong lòng ghen tị cũng sắp nổ, nhưng là nàng cũng không dám biểu lộ ra, ngược lại còn phải giúp một tay, cười tủm tỉm nói. Sang sang, Gia Miêu tiên sinh tuổi còn trẻ giống như này còn trẻ có là, ngươi không ngại, suy tính một chút. Cơ hội khó khăn được nha. Lời này vừa nói ra, hắn những người bạn kia cũng sắc mặt đổi được không nhìn khá hơn, cái này là ý gì? Bán mình bạn học cũ sao? Thật là quá đáng xấu hổ. Trần Phi dĩ nhiên vậy, sắc mặt ngay tức thì trầm xuống, trong mắt sắc bén lóe lên, ngay trước hắn cái này mộ dung sang bạn trai mặt, nói ra những lời này được, là thật không đem nó hắn coi vào đâu, nhận là có thể có thể trực tiếp coi thường sao? "Xin lỗi, Tôn Kính Gia Miêu tiên sinh, ta sợ rằng không cách nào cùng ngươi khiêu vũ, bởi vì là ta có bạn trai, hắn mới là ta bạn nhảy." Ngay vào lúc này, mộ dung sang đột nhiên mở miệng như thế, ông chặt Trần Phi cánh tay, cúi đầu nhỏ giọng mở miệng nói. Vậy Yamio sắc mặt cứng đờ, không nghĩ tới mộ dung sang lại có thể như vậy không tán thưởng, lại có thể sẽ ở như vậy trước công chúng, nhiều người như vậy nhìn chăm chú dưới cự tuyệt hắn, đây là đang hắn xem thường hắn Yamio sao. Hiện trường bầu không khí ngay tức thì lạnh xuống, đặc biệt là vậy Yamio yên lặng, làm tất cả mọi người tại chỗ, đặc biệt là Lý Ngọc Mẫn trong lòng trực đã cổ. Nàng dĩ nhiên rất rõ ràng, chuyện lần này tuyệt không phải bởi vì nhà nàng năng lượng lớn mới liên lạc với tập đoàn Sen Laurent tới Hoa Hạ, tới tỉnh Giang Nam, mà là bởi vì là đơn thuần trùng hợp. Cho nên nàng phải vững vàng bắt cơ hội lần này, nếu không, nhà bọn họ thì sẽ mất đi bay lên cuộc khởi cơ hội. Nghĩ đến đây, nàng hung hăng cắn răng một cái, đi theo tiếng tới Yamio bên tai nhỏ giọng nói đôi câu, người sau nghe vậy đầu tiên là sửng sốt một chút, rồi sau đó đường công minh khoái trên mặt hiện ra vẻ ngoài ý muốn nụ cười, xoay người hướng về phía mộ dung sang cân nhắc nói. Vị này nữ sĩ xinh đẹp, nghe Lý Tiểu Thư nói, thủ hạ ngươi lúc công ty thời trang tự hồ cố ý cùng ta vòng tập đoàn Sen Loren hợp tác. Lời vừa nói ra, mộ dung sang sắc mặt biến, mê người môi cắn chặt chẽ, không nghĩ tới đối phương như thế chăng cần thể diện, lại có thể cầm ra chuyện như vậy uy hiếp nàng. Gia tiên sinh, ngươi ý của lời này là đang uy hiếp sang sang. Còn không chờ đến mộ dung sang mở miệng, Bên tai vang lên Trần Phi không mặn không lạc thanh âm. Vậy Gia Miêu ánh mắt khẽ run, nghiêng đầu đối mặt Trần Phi ánh mắt, lại có thể tự trong tự như cảm thấy một cổ lộ ra để cho hắn tâm hàng lạnh như băng, làm hắn không nhịn được lui về sau một bước. Bất quá đi theo, hắn nhưng mặt liền biến sắc, bởi vì là hắn cảm giác được mình lại có thể bị địa phương ánh mắt dọa lui, đây quả thực là một loại sỉ nhục, để cho hắn cảm thấy xấu hổ. Người Trung Quốc các ngươi tư chất thật chưa ra hình dáng gì xin lỗi, ta phát biểu tương đối trực tiếp, không quá ta quả thật nói đúng các người một người trong đó, rõ ràng lấy mình thân phận không xứng với đẹp như vậy nữ sĩ, nhưng hết lần này tới lần khác không hiểu được từ mình tận thứ. Dùng người Trung Quốc các ngươi nói mà nói, chính là không biết tự lượng sức mình. Hoặc giả là bởi vì là mình lại có thể bị Trần Phi ánh mắt hù dọa, Gia Miêu sắc mặt mười phần âm trầm, lạnh lùng mở miệng nói, không chút kiên kỵ. Hắn đi theo mình thúc thúc, Cùng với tập đoàn Saint Laurent những thứ khác khảo sát đoàn thành viên đã tới hoa hạ có một đạo thời gian, bởi vì là thân phận duyên cớ, rất nhiều hoa hạ thương nhân thậm chí còn quan viên cũng đối với bọn họ rất khách khí, thậm chí có cái đừng gần như A Dua, cái này thì để cho hắn sinh ra hôm nay loại này kiêu ngạo, nhận là mình sau người hoa cao hơn nhất đẳng, từ trong xương xem thường, nhưng không nghĩ tới tối nay hắn lại còn không một cái mình chung ý nữ nhân. Trung Quốc cự tuyệt, cái này làm cho hắn làm sao không tức não phải biết ở trước kia, chỉ cần là hắn Gia Miêu coi trọng nữ nhân Trung Quốc, tuyệt đại đa số cũng sẽ tự mình ngoan ngoãn nhớ nhung trong lòng, cho dù là có cái cái khác ngoại lệ, cũng sẽ bị những cái kia Trung Quốc thương nhân cùng với quan viên làm thông, công tác tư tưởng, nơi nào sẽ như vậy mất công. Nghĩ đến đây, Gia Miêu dứt khoát vậy lười được đang duy trì trước khi ưu nhã, trực tiếp xé rách da mặt, hướng về phía mộ dung sang cười lạnh nói. Vị này xinh đẹp Trung Quốc nữ sĩ, ta khuyên ngươi nghĩ rõ ràng, ta trong tay tùy thời cũng có phá hủy ngươi trong tay nhà kia cái gọi là lúc công ty thời trang quyền lợi đừng đến lúc đó phá sản mới đến tìm ta khi đó sợ rằng ta đã trở về italy nói xong câu này nói hắn rất tiêu sái xoay người rời đi bởi vì là hắn rất khẳng định người phụ nữ kia tuyệt đối sẽ đuổi theo cầu hắn buổi tối đàng hoàng nằm ở trên giường của hắn mặt hắn xoa nặng ha ha tu chi vậy mập người ngoại quốc mới có thể có ngươi như vậy cháu thật là bất hạnh à nhưng vào lúc này, một đôi do như thiết cô lớn như vậy tay chợt đem hắn cổ từ phía sau bóp, làm hắn ánh mắt trợn to, tự như cũng nhanh muốn hít thở không thông, hơn nữa hắn khá tốt giống như căn bản cũng không có một chút lực lượng phản kháng, và Trần Phi so với, hoàn toàn không phải là đối thủ. Trần Phi, ngươi làm gì? Mau dừng tay. Mộ dung sang sắc mặt hết sức khẩn cấp, nàng sợ Trần Phi xảy ra chuyện. Ngươi, ngươi, ngươi cái này chó má mau dừng tay ta hiện đang cảnh cáo ngươi, lập tức buông ra Gia Miu, tiên sinh nói ấy nấy, nếu không. Vậy Lý Ngọc Mẫn cũng là một mặt hốt hoảng, nhìn Trần Phi giống như là huyết hải thăm cừu kẻ địch vậy, lập tức xông lên, nước miếng văng tung tóe chỉ Trần Phi trách cứ. Oanh! Nhưng mà Trần Phi đối với hết thảy các thứ này cũng bịt tai không nghe, chỉ gặp hắn cũng chỉ là một cái tay, lại có thể giống như là kéo một cái chó chết vậy, đem vậy Gia Miu có chừng một thước chín mươi mấy, đến gần 100 kg thân thể ung dung tùy ý kéo đi. Hắn mặt không cảm giác hướng đang cùng vậy hiến mị người trung niên không mặn không lạc nói chuyện Tu Chi đi tới, tiện tay giống như là ném rác rưới giống vậy cầm trong tay da miêu vứt xuống Tu Chi dưới chân, đối mặt một mặt giật mình vô cùng, miệng mở lớn mọi người lạnh lùng nói. Tu Chi tiên sinh, thật là thật lâu không gặp à, ngươi còn nhớ được ta sao? Tình cảnh này, toàn trường khiếp sợ. Ung, um, là, là ngươi vậy nguyên bản diễn cảm không mặn không lạc tóc vàng mập người ngoại quốc tu chi sắc mặt lập tức liền biến là loại kích động đó trong mang vô cùng hưng phấn hắn dĩ nhiên còn nhớ được trần phi hình dáng hơn nữa còn là cái loại đó sâu đậm khắc ở trong lòng ngày đó ở đại học bắc sơn phòng đọc sách hắn đột phát cơ tim tắc nghẽn nếu như không phải là trần phi diệu thủ hồi xuân lấy quỷ thần khó lường y thuật cứu hắn sợ rằng hắn bây giờ cũng sớm đã đi gặp thượng đế đâu còn có thể tiêu sái như vậy đổi câu mà nói chính là trần phi là cứu mạng hắn ân nhân đối với hắn có ơn huệ lớn như trời vốn là ở hắn bệnh tình có chuyển biến tốt có thể xuất viện lúc đó hắn liền từng rất muốn tìm được trần phi mời hắn ăn một bữa cơm bày tỏ mình nội tâm cảm ơn thượng đế phù hộ nhưng mà hắn lại không có trần phi bất kỳ liên lạc nào phương thức hơn nữa cho dù là hắn ban đầu để lại mình danh thiếp phương thức liên lạc đối phương cũng không có bất kỳ liên lạc nào hắn ý nghĩa chưa bao giờ liên lạc nàng, cái này cũng được hắn lần này phó hoa khảo sát thị trường thời gian, tiếc núi lớn nhất. Bởi vì là hắn lập tức phải rời đi, trở lại Italy, đến lúc đó khẳng định càng không có cơ hội gặp vị kia Trung Quốc thần y. Nhưng ngay khi hắn đắm chìm trong loại tiếc núi này bi thương tâm trạng trong, Thượng Đế nhưng đưa tới cho hắn một cái lễ vật lớn, để cho vị kia Trung Quốc thần y, để cho vị kia đã cứu tính mạng hắn ân nhân lại một lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn ô hát mi gốt phù hộ thật là rất cảm tạ ngài thật ngươi là ai ngươi có biết ngươi đang làm gì nhưng vào lúc này vậy mập người ngoại quốc tu chi còn đắm chìm trong mới gặp lại ân nhân kinh ngạc vui mừng lúc này một đạo giận dữ thanh âm từ bên tai hắn vang lên chỉ gặp vậy một mặt hiến mị người trung niên giờ phút này chánh thần sắc giận dữ sau lưng hiện ra từng tầng một mịn mồ hôi lạnh hắn đầu tiên là hốt hoảng nhìn một cái bị trần phi gắn gượng kéo trên đất giống như chó chết giống vậy Yamio, rồi sau đó đừng cương quyết, dùng không cho phép nghi ngờ lạnh như băng ra lệnh. Bảo an, bảo an ở đâu? Nơi này có người quấy rối chẳng lẽ các người bỏ mặt sao? Còn có ngươi, chàng trai, ngươi có biết hay không Yamio tiên sinh là thân phận gì? Hắn nhưng mà tu chi tiên sinh chất tử. Một nói tới chỗ này, vậy hiến mị sắc mặt của người trung niên đổi được hơn nửa tái nhật, một mặt sợ hãi xoay người hướng về phía Tu Chi Cà Lâm, rung giọng nói. Tôn, tôn kính Tu Chi tiên sinh, mời không muốn tức giận, ta cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh như vậy sự việc. Người này lại dám tổn thương Gia tiên sinh, xin ngài yên tâm, ta lý hào coi như là không đến xỉa đến, cũng biết để cho hắn trả giá thật lớn. Ngươi, ngươi lại dám đánh ta, cho ta chờ, ta nhất định phải nói với ngươi, để cho ngươi đời sau cũng ở trong ngục vượt qua. Vậy Yamio vậy một mặt giữ tận gầm hét lên, nhưng là hắn cả người vẫn còn là tự như bị một cổ lực lớn đè, căn bản không đứng nổi, mặt giữ tận dán vào lạnh như băng trên sàn nhà, vô cùng mất mặt, chật vật tới cực điểm. Người tuổi trẻ, người có biết ngươi đang làm gì? Yamio tiên sinh nhưng mà khách nước ngoài, nếu là xảy ra vấn đề ngươi đảm đương hắn. Ngươi nếu là lại không buông tay nói tối nay liền cho ta đi đồn công an đợi đi vậy quan viên chánh phủ thật giống như không nhận ra Trần Phi, một mặt nghĩa chánh ngôn từ quát, muốn cho Trần Phi vào đồn công an. Trần Phi Thấy tình cảnh này, mộ dung sang khuôn mặt tịnh lệ vô cùng hốt hoảng, sách lễ phục dạ hội tà áo khẩn trương kéo Trần Phi cánh tay, muốn cho hắn dừng tay, lời đến khóe miệng nhưng có chút không nói ra được. Một bên đại mập tiểu mập còn có mộ dung sang những bạn học kia cũng là một mặt lộ vẻ xúc động, vô cùng khiếp sợ không nghĩ tới Trần Phi lại có thể lớn như vậy gan, lại dám đối với Giamio cái này, tôn quý khách nước ngoài, Italy tập đoàn Saint Laurent phó hoa hạ tỉnh Giang Nam khảo sát đoàn thành viên, thế giới cao cấp nhất nhà thiết kế tu chi chất tử động thủ, đây quả thực quá không lý trí, làm bọn họ đờ đẫn không nói ra lời. Phải biết, loại chuyện này nếu như một cái không xử lý tốt, vậy thì rất có thể lên cao thành là ngoại giao chuyện kiện, đến lúc đó, ai gánh nổi trách nhiệm này? Converter Du Ung kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 35 Rung động Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Converter Du Ung kiều cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình, người tuổi trẻ, ta cảnh cáo ngươi một lần cuối, lập tức buông ra Yamio tiên sinh, sau đó cùng ta đi đồn công an tự thú, nếu không, tối nay không có người nào có thể cứu được ngươi. Cuối cùng, vậy hiến mị người trung niên một mặt lạnh khốc khiển trách. Bó. Coi như sau đó một khắc, vậy mập người ngoại quốc tu chi chợt giận dữ nhảy cẩn lên, một cái tác hung hăng phiến đến vậy hiến mị người trung niên sắc mặt, mặt lạnh nổi giận mắng. Phúc. Ai cho phép ngươi dùng loại giọng nói này cho Trần Tiên Sinh nói chuyện, ngươi có phải hay không muốn tìm cái chết? Vậy hiến mị người trung niên bụng mặt ngay dại. Vậy bị Trần Phi kéo trên đất, giống như chó chết giống vậy, Jamio ngay dại. vậy nguyên bản khẩn trương đến không được mộ dung sang, còn có lớn mập tiểu mập các người, người này cũng đều toàn bộ ngay dại. dĩ nhiên, vậy một mặt giữ tận lý ngọc mẫn tự nhiên vậy thừa ra. cái này, cái này, đây tột cùng là cái quỷ gì? thúc thúc, ngươi đang làm gì? vậy bị Trần Phi kéo trên đất giống như chó chết vậy, Jamio không dám tưởng tượng một màn này là thật, lắp bắp nói căm miệng cho lão tử bót nhưng mà đáp lại hắn nhưng là tu chi tức giận một cái tác chỉ gặp hắn lạnh lùng nhìn chăm chú cháu mình sau đó xoay người vượt qua hướng trần phi nói à thân ái hoa hạ trần ta ân nhân cứu mạng mặc dù thằng nhóc này là ta tu chi chất tử nhưng cháu ta còn nhiều mà không kém cái này một cái cho nên hắn nếu là đắc tội ngươi mà nói ngươi không cần cho ta mặt mũi muốn xử trí như thế nào hắn đều có thể một màn này xoay ngược lại thật là để cho mọi người tại đây sợ ngay người, miệng há thật to hợp không được. Tu Chi là người nào? Đây chính là Italy Mốt Chi cũng Milan đương thời kiệt xuất nhất nhà thiết kế một trong, hơn nữa còn ở Italy Saint Laurent có địa vị hết sức quan trọng, là siêu cấp nhân vật lớn. Đừng xem vậy cái gì Yamio dựa vào mình là Tu Chi chất tử, cái gì tập đoàn Saint Laurent phó hoa khảo sát đoàn một thành viên, ngay tại Lý Ngọc Mẫn, mộ dung sang cùng trước mặt người rất trâu nhưng thực cũng chính là tu chi chỗ italy nhà giàu có gia tộc một cái tầm thường dòng thứ đệ tử mà thôi là hắn đông đảo chất tử ở giữa một cái ở hắn trong mắt căn bản cũng không có cái gì tầm quan trọng cho nên hôm nay làm tu chi dùng loại giọng nói này cho hắn lúc nói chuyện vậy Gia lập tức hù được chân mềm thiếu chút nửa hồn cũng muốn bay tứ chi lạnh như băng trán ở đổ mồ hôi lạnh còn như nói tu chi trong miệng cái gì đó ân nhân cứu mạng nghe vào mọi người lỗ tai lại là giống như động đất vậy rung động chẳng lẽ hắn còn đã cứu tu chi tiên sinh số mệnh chàng trai thật sự là ngươi vậy quan viên chánh phủ cũng tốt giống như rốt cuộc nhận ra trần phi một mặt lúng túng nói tu chi tiên sinh mặc dù ta bất giác được ngươi sẽ cùng ngươi cái này chất tử phẩm cách như nhau nhưng dầu gì đây cũng là chúng ta hoa hạ địa bàn ngươi bất giác được loại này người hẳn an phận một chút sao? nhưng mà Trần Phi sắc mặt vẫn là rất không tốt xem, một mặt lạnh nhạt mở miệng nói, lời vừa nói ra, tất cả mọi người tại chỗ nguyên bản rung rẩy cộng thêm rất cung kính tư thái, lại không cầm được chấn động rung lên một cái. thằng nhóc này lá gan rốt cuộc có bao nhiêu lớn? hắn lại dám cùng Tu Chi Tiên Sinh nói như vậy nói? vốn là Tu Chi Tiên Sinh đều đã có thể nói là rất cho hắn mặt mũi, nhưng mà hắn đây là được voi đòi tiên. Càng rỡ. Vậy Lý Ngọc Mẫn đảo trong mắt một vòng, bắt được cơ hội này quát Trần Phi. Ở nàng nhìn lại, chính là một người trẻ tuổi lại dám cùng Tu Chi Tiên sinh nói như vậy, cho dù là hai người có quan hệ, vậy rất dễ dàng để cho đối phương sinh ra không ưa, chỉ cần như thế, Tu Chi Tiên sinh lại nữa, tôn kính, hắn, còn sóc lại sự việc còn không phải là do bọn họ định đoạt. Im miệng. Coi như sau đó một khắc, Tu Chi giận dữ quát một tiếng xích nhưng trực tiếp đem nàng hồn giật nảy mình. Chỉ gặp hắn lạnh lùng quét Lý Ngọc Mẫn một cái, trong mắt hiện ra lau một cái chán ghét, sau đó tôn kính hướng Trần Phi gật đầu, rồi sau đó hướng một bên người hộ vệ da trắng. Các, đưa cái này đồ không có mắt đưa về Italy, thuận tiện để cho trong nhà những tên kia lần lượt hắn xuất gia tộc, từ bây giờ về sau, ta không muốn sẽ ở Sen Loren gia tộc thấy hắn một mặt. Thúc thúc không muốn à, vang cầu ngươi không muốn lần lượt ta xuất gia tộc vang cầu ngươi vậy yamio bị thúc thúc hắn lời này ngay tức thì hụ được hồn phi phách tán cũng không biết từ chạy ra lực lượng lại có thể tránh thoát trần phi tay, chạy đến tu chi trước mặt không ngừng cầu xin tha thứ còn kém cho tu chi quỳ xuống phải biết hắn mặc dù có thể cũng như bây giờ như thế thành tựu hôm nay loại này người trên người sinh hoạt liền bởi vì là gia tộc hắn tên gọi là sen loren chính là Italy đứng đầu nhất nhà giàu có một trong những gia tộc. Mà nếu là hắn bị trục xuất sen Loren gia tộc, không ra bất kỳ bất ngờ, hắn sẽ đem lập tức từ đám mây ngã vào địa ngục, thành là hạ đẳng người, đây là hắn vô luận như thế nào cũng không cách nào tiếp nhận. Cút! Các, cho ta đem hắn mang đi. Nhưng mà, Tu Chi chẳng qua là chê nhìn hắn một cái, liền giống như là khu đuổi con ruồi giống vậy khoát khoát tay, hướng Trần Phi cung kính nói. À, thân ái hoa hạ trần ngươi cảm thấy ta cái này xử lý ngươi có hài lòng không đa tạ tu chi tiên sinh trần phi sắc mặt lúc này mới đổi được đẹp mắt không thiếu dù sao đối phương quả thật rất cho hắn mặt mũi loại này xử trí đã rất tốt vậy thì tốt thân ái hoa hạ trần đa tạ ngươi ngày đó xuất thủ cứu mạng ta vừa vặn ngày hôm nay có cơ hội chúng ta trò chuyện một chút đi ta muốn cảm ơn ngươi tu chi nhiệt tình được mời trần phi muốn cùng hắn nói chuyện phím, muốn phải thật tốt cảm ơn hắn. Dẫu sao, hắn cũng nhanh phải về Italy, sau này thì không có cơ hội lại để báo đáp phần này cứu mạng ân tình. Cảm ơn cũng không cần, ta đi một vào phòng rửa tay, xin lỗi không tiếp chuyện được. Trần Phi cười một tiếng, xoay người hướng phòng vệ sinh đi về phía. Thân ái hoa hạ Trần, lần này ngươi cũng không thể đi không từ giả, ta ở bên kia cùng ngươi vậy mập người ngoại quốc tu chi hướng về phía trần phi hình bóng kêu một tiếng xoay người cười tủng tỉm đi liền yến hội khu khách quý tu chi tiên sinh xin lỗi không tiếp chuyện được một chút ta cũng phải đi một chuyến phòng rửa tay vậy quan viên chánh phủ người đàn ông trung niên trồng mắt ánh sáng nhạt chớp mắt bỗng nhiên vậy rời đi này các người thấy không cái này trần bác sĩ lại có thể trâu bò như vậy sang sang bạn trai ngươi thật là thật lợi hại lại có thể liền tu chi tiên sinh đều bị hắn đã cứu số mệnh ha 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 ta đã sớm nhìn vậy cái gì yamio không vừa mắt đáng đời lần này đạt được báo ứng đi ha ha trần phi rời đi sau đó yến hội đám người lập tức sôi trào đặc biệt là đại mập tiểu mập khoa trương tây chân động tác còn có lời nói làm tại chỗ không ít người cũng đi theo phụ họa chủ yếu là vậy yamio bắt đầu quá trong mắt không người đem bọn họ tất cả đều không coi vào đâu lần này có báo ứng chứ thật là sống nên ha ha nhưng chỉ có một người không có tham dự đến các bạn học trong hưng phấn đi đó chính là lý ngọc mẫn chỉ gặp hắn giờ phút này cả người run rẩy thoa khắp tai đỏ trên mặt cũng không ngừng được tái nhật vẽ bởi vì là nàng nhớ tới mới vừa rồi mình đối với trần phi nhầm vào còn có đối với mộ dung sang dẻo cợt nếu là đối phương vì vậy khó chịu ở tu chi tiên sinh trước mặt nói xấu đôi câu nói nàng trước mắt tối sầm căn bản không dám tiếp tục đi xuống suy nghĩ một chút đi. Sang sang, vị kia mới vừa chàng trai là ngươi bạn học đi, rất tốt, nhớ ngươi nhất định đem hắn chiêu đại tốt, chỉ cần có thể để cho hắn ở tu chi tiên sinh trước mặt nói tốt vài câu, vậy chúng ta lý gia thì sẽ phát đạt, ha ha ha. Vậy hiến mị người trung niên cũng chính là Lý Ngọc Mẫn phụ thân còn chưa hiểu trạng thái, lại có thể lấy là Trần Phi là Lý Ngọc Mẫn bạn học, tới đây một mặt hồng quang nói. Đây càng để cho Lý Ngọc Mẫn nội tâm hốt hoảng đến trình độ cao nhất, khóc không ra nước mắt, cả người đều ngây người. Ở phòng rửa tay, Trần Phi mới từ trong phòng rửa tay đi ra, cả người đang chứa người trung niên trịnh thư ký liền cười tủm tỉm đi tới, hướng về phía Trần Phi mở miệng nói. Chàng trai, chúng ta lại gặp mặt, người tốt, xin cho phép ta ta tự giới thiệu mình một chút, ta kêu trịnh thuộc hán, bây giờ là vốn là chu phó thị trưởng thư ký. Chu phó thị trưởng, chẳng lẽ là chu trác? chu phó thị trưởng. Trần Phi nghe vậy ngẩn người, sắc mặt có chút cổ quái. Bởi vì làm cho này cái chu trác, không phải là và hoàng đào hoàng phó thị trưởng cạnh tranh vị kia. Không sai, chính là chu trác chu phó thị trưởng. Vậy trịnh thư ký cười tủng tỉm mở miệng, vừa tiếp tục nói. Không nghĩ tới ta thành phố lại có Trần Tiểu Huynh đệ ngươi như vậy trẻ tuổi tuấn kiệt, y thuật cao siêu, có thể cứu sống người bị thương, coi như chúng ta thành phố Bắc Sơn nhân dân có phúc. Cái này trịnh thư ký lại bắt đầu gợi lên giọng quan, làm Trần Phi hơi có chút nhíu mày, không khỏi nói. Trịnh thư ký quá khen, bất quá, ngươi tìm ta có chuyện gì? Vậy trịnh thư ký nghe vậy ngẩn ra, tráng ở giữa mịt mờ thoáng qua một vẻ tức giận, nhưng đi theo cũng rất tốt che giấu đi, cười tủng tiễn tiếp tục nói. Là như vậy, ta cái này có chuyện, không biết có thể hay không mời ngươi trần tiểu huynh để ngươi giúp một chuyện. Trịnh thư ký có lời xin nói thẳng đi, rốt cuộc là chuyện gì? Trần Phi con mắt hơi lóe lên nói. Converter Du Ung kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 36 Đổi một người hợp tác. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Converter Du Ung kiều cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình là như vậy. Vừa nghe đến Trần Phi mở miệng như thế, vậy trình thư ký dứt khoát vậy lười được nói nhảm nữa, hạ thấp giọng mở miệng nói. Ngươi hẳn biết Tu Chi tiên sinh bọn họ đoàn người thân phận, là đại biểu Italy tập đoàn San Laurent tới chúng ta tỉnh Giang Nam đầu tư khảo sát. Vốn là, bọn họ đã chọn tỉnh lỵ cùng thành phố châu một nhà lúc làm ra vẻ thương hiệu công ty hợp tác, cũng chính là đang cử hành tràng này đám tiệc lý gia. Bất quá, ta xem Tu Chi tiên sinh ý nghĩa, tự hồ đối với ngươi rất coi trọng, cho nên, có thể hay không mời ngươi ở trước mặt hắn nói tốt vài câu, coi như là xem ở chúng ta thành phố bắc sơn phụ lão hương thân trên mặt đem chuyện này tranh thủ một chút là thành phố mình phát triển xây dựng cống hiến ra ngươi một phần lực lượng nghe đến chỗ này trần phi dĩ nhiên là toàn rõ ràng nguyên lai like là vậy trịnh thư ký gặp tu chi tiên sinh như vậy coi trọng mình liền nổi lên oai môn tâm tư muốn cho mình từ trong hoạt động một chút thúc giục tu chi sau lưng đại biểu tập đoàn sen loren cùng bọn họ thành phố bắc sơn xí nghiệp hợp tác mà cứ như vậy mà nói phần này công lao, thành tích tự nhiên sẽ rơi vào hắn trịnh thuộc hắn cùng với sau lưng hắn chu trác chu phó thị trưởng trên đầu, tính toán ngược lại là đánh được gắn gượng không khéo. Nghĩ đến đây, Trần Phi đối với hắn phần ấn tượng giảm nhiều, bình thản mở miệng nói. Trịnh thư ký ngươi nhưng mà nâng đỡ ta, chỉ bằng ta bực này thì tỉnh tiểu dân, nào có năng lượng lớn như vậy. Ta xem ngươi hay là tìm người khác đi. Đứng lại. Vậy trịnh thư ký sắc mặt lập tức liền biến, dùng một loại nghiêm túc giọng quát lạnh. Chàng trai ngươi cần phải hiểu rõ, bây giờ là để cho ngươi là văn phòng chánh phủ chuyện, là làm cống hiến ra ngươi một phần lực lượng, đây là vì quốc gia. À, phải không? Ta cũng không biết chính là một cái phó thị trưởng thư ký có thể đại biểu chánh phủ, đại biểu đảng, đại biểu quốc gia. Nhưng mà Trần Phi chẳng qua là lạnh lùng quét hắn một cái, liền khóe miệng phải một cái, trên mặt giống như là treo dẻo cực vậy rời đi làm vậy trịnh thư ký sắc mặt thật khó xem. À, thân ái hoa hạ trần, ngươi có thể rốt cuộc đã tới, ta cũng lấy là ngươi lại phải đi không từ giả đây. Vừa gặp Trần Phi từ phòng rửa tay gian phòng đi ra, vậy Tu Chi lập tức ánh mắt tỏa sáng nên đón, hét lớn. Tu Chi tiên sinh ngươi đây là suy nghĩ nhiều, hai chúng ta lại không thù, làm gì tránh ngươi. Trần Phi dở khóc dở cười đồng thời, lại cảm thấy cái này mập người ngoại quốc thật có ý tứ, treo gẹo nói à, không thù, chúng ta dĩ nhiên không thù. Ngươi là ta tu chi ân nhân cứu mạng, chúng ta dĩ nhiên không thể nào có thù oán, các người nói là chứ. Vậy tu chi đột nhiên lập tức nghiêm túc, hướng người chung quanh lớn tiếng mở miệng nói. Không sai, không sai, ông chủ ngươi nói không sai. Trần bác sĩ thật là lợi hại, không hổ là hoa hạ trung y, thật là bò. Những người hộ vệ kia một bên phụ họa, một bên xông lên trần phi dơ ngón tay cái lên ở trong mắt bọn họ, Trần Phi không chỉ là cái y thuật siêu cấp ngưu bức trung y, hơn nữa còn là một võ lực siêu quần người trâu bò. Gia Mio vậy có chừng gần 100kg trọng lượng, lại có thể bị hắn một cái tay ung dung kéo trên đất đi, cái này coi như là đổi lại bọn họ, cũng là tuyệt không thể nào làm được, cho nên cái này thật rất trâu. Trần bác sĩ thật là còn trẻ có là, làm lý mổ bội phục bội phục à, không biết Trần bác sĩ bây giờ ở đâu cao tựu. Vừa vặn ta có mấy người bạn đều ở đây tỉnh bệnh viện công tác, cũng coi là giới bên trong có chút năng lượng, có cần hay không ta cho ngươi giới thiệu một chút. Vậy hiến mị người đàn ông trung niên lý hào vậy chen miệng vào, mặc dù hắn chủ ý chỉ sợ là giao hảo Trần Phi, nhưng nói ra lời này, làm sao cũng có loại khoe khoan hỏi để cho người nghe rất không thoải mái. Trần Phi dứt khoát không để ý tới hắn. Xin lỗi, tu chi tiên sinh, thân thể có chút không thoải mái, cho nên về trễ mời đừng thấy lạ. Ngay tại lúc này, vậy trịnh thư ký lửng thửng tới chậm, mịt mờ dùng một loại uy hiếp mắt nhìn Trần Phi, ý kia thật giống như Trần Phi nếu là không dựa theo hắn nói đi làm, thì sẽ muốn hắn xinh đẹp như nhau. Thấy vậy, Trần Phi tự nhiên trong lòng cười lạnh một tiếng, rồi sau đó cười lên tiếng. Tu Chi Tiên Sinh Nghe nói các người tập đoàn Saint Laurent muốn tới chúng ta tỉnh Giang Nam khảo sát đầu tư, không biết các người tìm tìm xong rồi mục tiêu hợp tác không có, thuận lợi tiết lộ một chút sao? Lời vừa nói ra, miễn cưỡng duy trì trên mặt nụ cười Lý Ngọc Mẫn cũng thân thể mềm mại rung lên, hiện ra lau một cái tái nhật vẽ. Cái này, cái này, cái tên đáng chết này muốn làm gì? Không sai, xem ra thằng nhóc này vẫn đủ biết điều. Vậy Trịnh Thư Ký nghe vậy chính là trong lòng lập tức liền thư thản, thầm nói Trần Phi biết điều, không có vi phạm hắn ý nghĩa nếu là thật có thể đem tập đoàn sen loren ở lại bọn họ thành phố bắc sơn vậy hắn lần này liền quen công lao lớn chu phó thị trưởng nhất định sẽ tưởng thưởng trọng hậu hắn giúp hắn vững bước lên chức à hoa hạ trần ngươi đối với chuyện này có hứng thú vậy đơn giản chỉ cần ngươi mở miệng chúng ta tập đoàn sen loren cùng ai hợp tác đều được tu chi nghe lời này một cái cũng biết là chuyện gì đều không hỏi cụ thể cái gì liền trực tiếp đem lý gia vứt xuống một bên miệng đầy tùy ý đáp ứng. Đây đối với hắn mà nói vốn chính là một chuyện nhỏ, thậm chí liền liền hắn lần này cũng hoa hạ cái gọi là đầu tư khảo sát, thật ra thì tất cả đều là tới xử lý những chuyện khác. Chính là mấy chục triệu, riêng biệt trăm triệu đầu tư đối với bọn họ tập đoàn Saint Laurent mà nói, căn bản không phải cái chuyện này, cùng ai hợp tác đều giống nhau, dù sao đều là kiếm tiền, đây cũng là bọn họ thành tựu cao cấp xa xí phẩm thương hiệu hào khí. Còn như những người khác, đại mập tiểu mập cùng mộ dung sang tất cả bạn học ngu bởi vì là bọn họ thật không nghĩ tới tu chi tiên sinh lại có thể đối với trần phi coi trọng đến loại trình độ này mấy chục triệu hơn trăm triệu lớn như vậy quy mô đầu tư lại có thể để cho hắn định đoạt muốn cùng ai hợp tác liền cùng người đó hợp tác đây quả thực thật là quá ngạo mạn cơ hồ chính là nháy mắt tức thì tại chỗ tuyệt đại đa số người ánh mắt cũng hướng một mặt mờ mịt trắng nõn tay nhỏ bé chặt níu chặt quần áo giác, thân thể mềm mại khẽ rung mộ dung sang nhìn. Mọi người đều biết Trần Phi là mộ dung sang bạn trai, mà mộ dung sang thủ hạ lúc công ty thời trang lại vừa vặn có thể cùng đối phương hợp tác, đây không phải là rõ ràng sao. Vậy Trần bác sĩ tuyệt đối là vì bạn gái mình mới nói ra những lời này. Tôn kính tu chi tiên sinh. Chỉ có vậy Lý Hào còn có Lý Ngọc Mẫn sắc mặt đại biến, nằm mơ vậy không nghĩ tới sự việc sẽ phát triển đến bây giờ bước này, trong chốc lát như bị sét đánh hai người cũng sợ ngay người nhà bọn họ công ty vì lần này hợp tác leo lên tập đoàn sen loren cái này cái bắp đùi có thể nói là bỏ ra người ngoài căn bản khó có thể tưởng tượng giá thật lớn hoàn toàn có thể nói là dốc toàn lực có thể bây giờ đối phương nhưng lập tức sắp nói không hợp tác với bọn họ mặc dù nhà bọn họ chưa đến nỗi sẽ lập tức phá sản nhưng tuyệt đối sẽ lập tức rơi vào to lớn kinh tế nguy cơ ngươi ngươi lập tức cho ta im miệng ta hiện đang cảnh cáo ngươi không cho phép nói sau những lời đó nếu không ta lập tức kêu bảo an đem ngươi đuổi ra ngoài vậy lý ngọc mẫn đoán chừng là điên rồi lại có thể giống như là thấy huyết hải thâm cừu kẻ địch như nhau xông lên phía trước quát trần phi vậy tu chi tiên sinh sắc mặt ngay tức thì biến đổi đổi được mười phần âm trầm còn có những thứ khác bạn học vậy dùng một loại đáng buồn thần sắc nhìn nàng cũng đến bây giờ nàng lại còn không phân rõ tình thế bày ra như vậy một bộ yến hội chủ nhân tư thái khiển trách trần phi thật là hoàn toàn không dài đầu óc trách không được từ đầu chí cuối nàng cũng không sánh bằng mộ dung nhiều hoa khôi trường học thật là tự tìm tu chi tiên sinh xem ra chúng ta được rời khỏi nơi này thấy tình cảnh này trần phi cười tủng tỉm mở miệng nói tốt lắm chúng ta liền rời đi đi tu chi hoàn toàn không có bất kỳ bất mãn cười tủng tỉm gật đầu rồi sau đó xoay người hướng đứng ở bên người lý hào nhàn nhạt nói lý tiên sinh xem ra lần này chúng ta là không có biện pháp hợp tác vậy cứ như vậy đi tạm biệt trong lúc nói chuyện hắn đã cùng trần phi các người hướng thang máy đi tới chuẩn bị rời đi vậy lý ngọc mẫn thân thể mềm nhũng trực tiếp tê liệt trên đất tôn kính tu chi tiên sinh thật ra thì chúng ta thành phố bắc sơn cũng có không thiếu ưu tú lúc xí nghiệp thời trang thương hiệu ở bên trong tỉnh bên ngoài đều có danh tiếng không nhỏ, chất lượng rất tốt, bán ra sau vậy tuyệt độ có bảo đảm, cũng sẽ không so cùng thành phố châu những cái kia xí nghiệp kém. Hơn nữa Trần Tiên Sinh cũng là chúng ta bắt sơn người. Vậy Trịnh Thư Ký nhìn đúng thời cơ, ở trên đường, hắn liền mở miệng như thế nói, còn mang theo Trần Phi. Rất hiển nhiên, hắn rõ ràng ở tu chi trong mắt Trần Phi rất có phân lượng, nếu như đem hắn dắt kéo tiếng vào, rất có thể có thể đem cái này italy tập đoàn sen Laurent khảo sát đầu tư đoàn ở lại thành phố bắc sơn nếu là tu chi tiên sinh ngươi có hứng thú ta có thể là ngươi tiến cử vốn là kiệt xuất mốt thương hiệu công ty tin tưởng ngươi nhất định sẽ hài lòng tu chi tiên sinh vậy trịnh thư ký nước miếng văn tung tóe hết sức tranh thủ nhưng mà vậy tu chi nhưng căn bản không xem hắn mấy lần chẳng qua là cười tủng tỉm được hướng trần phi nói thân ái hoa hạ trần ngươi cảm thấy ta hẳn ở đâu đầu tư đâu tu chi tiên sinh ngươi hay là gọi tên ta đi ta kêu trần phi hoa hạ trần ngươi cái này gọi là ta nghe là lạ trần phi đầu tiên là mở miệng như thế lại khóe miệng nhỏ câu có chút nghiền ngẫm nhìn trịnh thư ký một cái rồi sau đó giống như là vô tình hay cố ý tùy tiện liền bật thốt lên mà trừ thành tựu thành phố bắc sơn người ta dĩ nhiên hy vọng ngươi có thể tại bổn thị đầu tư tu chi tiên sinh ngươi nếu là có hứng thú ta có thể vì ngươi tiến cử vốn là hoàng phó thị trưởng ta và hắn rất quen cái gì hoàng phó thị trưởng vậy trịnh thư ký sắc mặt lập tức liền biến xuất mồ hôi lạnh ra tứ chi run rẩy nguyên lai like cái này trần phi lại là hoàng phó thị trưởng người đây chẳng phải là ngày hôm nay phần này công lao thành tích bọn họ cũng chỉ có thể đủ chấp tay muốn cho phải biết sau lưng hắn chu phó thị trưởng hôm nay nhưng mà đang cùng vị kia hoàng phó thị trưởng tranh lên chức, nếu để cho đối phương đạt được phần này đại lễ, này tiêu người dài, há chẳng phải là chu phó thị trưởng lần này tranh lên chức liền nguy hiểm. Đáng chết à, tại sao sẽ là như vậy? Converter Du Ung kêu cầu ủng hộ bộ khoa học kỹ thuật trúc thăm trúng thưởng này nhé. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 37 Dòng nước ngầm phun trào nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Converter Du Ung kiều cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình, ngươi nói gì? Thành phố Bắc Sơn, ngân thang khu một chỗ nào đó giá cả không rẻ bên trong tiểu khu. Một người nửa trọc trước đầu, diện mạo nhìn như hết sức hung ác người đàn ông trung niên, vốn là đang thích ý hưởng thụ một người yêu mị thiếu phụ đấm bóp, có thể làm hắn tiếng chuông điện thoại vang lên, không nhìn được sau khi nhận nghe, sắc mặt hắn lập tức liền biến, bạo giận lên. Kermer, thúi bưu tử cho ta cút. Hắn một cái lật đổ đang đang cho hắn đấm bóp yêu mị thiếu phụ, hùng hùng hổ hổ tỏ ý hắn cút đi. Rồi sau đó liền gặp hắn thở một hơi thật dài, hướng về phía bên đầu điện thoại kia nổi giận mắng. Trịnh Thục Hán, ngươi cho ta đem lời nói rõ ràng, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, tại sao chuyện đầu tư tình sẽ bị hoàng đào người khuấy hoàng, còn đoạt đi thành tích. Hiển nhiên cái này nửa trọc trước đầu hung ác người đàn ông trung niên chính là Trịnh Thục Hán thư ký cấp trên, thành phố Bắc Sơn hiện đảm nhiệm một trong phó thị trưởng, thành phố Đại Bí Thư Mạc Thành Dòng Chánh, Chu Trác. Người này vốn là ở hệ thống công an nhậm chức, sau đó đạt được thành phố Đại Bí Thư Mạc Thành mời chào cùng trọng dụng, từ một cái nho nhỏ khu cấp bậc hình cảnh đại đội dài, một đường lên như diều gặp gió, một bước lên mây. Lại có thể chỉ tốn mấy năm thời gian liền ngồi lên phó thị trưởng vị trí này, hiển nhiên Mạc Thành là ở trong đó ra khí lực lớn chẳng qua là mặc dù hắn đã leo đến hôm nay loại độ cao này, nhưng lại bởi vì là đã từng là hình cảnh đại đội dài, thường và những cái kia cùng hung cực ác tội phạm giao tiếp, cho nên khó tránh khỏi nóng nảy sẽ hết sức nóng nảy, thủ đoạn tàn nhẫn, đưa đến bây giờ rất nhiều người cũng đối với hắn xa lánh, có chút sợ hãi. Bên đầu điện thoại kia, trịnh thục hắn thân thể run rẩy, sau lưng toát ra mồ hôi lạnh, run rẩy mở miệng nói. Chu thị trưởng ngươi nghe ta nói, chuyện là như vậy. Sau đó hắn đem liên quan tới Trần Phi sự việc đầu đuôi nói cho mình cấp trên, bên kia sau khi nghe xong trầm mặt. Thật là ẩu tả. Người nói là liền bởi vì là một cái cái gì phá bác sĩ, sẽ để cho Hoàng Đào tên kia bằng nhặt không một cái như vậy công lao lớn, người có biết nếu để cho cái này bút thành tích rơi vào hắn trên đầu, vậy ta căn bản là không có cách nào và hắn cãi, khóa sau thì trưởng vị, nhất định là hắn Hoàng Đào. Chu Trác tâm tình của giờ khắc này thật không tốt, vô cùng tức giận vốn là liên quan tới Italy tập đoàn Sen Loren tới tỉnh Giang Nam khảo sát thị trường, tìm kiếm đầu tư hợp tác chuyện này hắn là vô cùng coi trọng. Bởi vì là cái này không chỉ có quan hệ đến mấy chục triệu, hơn trăm triệu bên ngoài tư đầu tư thành tích, nếu có thể để cho đối phương nếm được ý niệm, nguyện ý cùng bọn họ thành phố Bắc Sơn xí nghiệp đạt thành hợp tác lâu dài mà nói, trong tỉnh mặt đều là hết sức coi trọng, cho hắn sĩ đồ lý lịch tăng thêm vô cùng là mắt sáng một khoảng cho nên hắn mới sẽ phái ra thư ký của mình vững vàng đi theo đối phương, xem có cơ hội hay không. Mặc dù đến cuối cùng vẫn bị thất bại, đối phương lựa chọn cùng tỉnh Giang Nam tỉnh lỵ cùng thành phố Châu một cái xí nghiệp hợp tác. Hắn cảm thấy hết sức đáng tiếc, khá vậy không suy nghĩ nhiều như vậy. Bởi vì là coi như là hắn là đối phương, đại biểu một cái thế giới 500 mạnh xí nghiệp tới tỉnh Giang Nam khảo sát thị trường, tìm kiếm hợp tác đầu tư, vậy nhất định là sẽ chọn cùng thành phố Châu, mà không phải là bọn họ Bắc Sơn. Đây chính là tỉnh lỵ thành phố cùng bình thường cấp thành phố khác biệt. Trọng yếu nhất chính là đối phương lựa chọn và hắn không có xung đột lợi ích, cho nên vậy không có vấn đề. Nhưng bây giờ, hắn đối thủ cạnh tranh, tự đối đầu thường vụ phó thị trưởng hoàng đạo nhưng khó hiểu kỳ diệu lượng một cái như vậy tiện nghi lớn. Mọi người đều biết, thường vụ phó thị trưởng vốn chính là phó thị trưởng cái này cấp bậc trong xếp đệ nhất là danh chánh ngôn thuận nhiệm kỳ kế thị trưởng người nối nghiệp, nếu là hơn nữa như thế một khoản lớn thành tích mà nói, chỉ sợ cũng coi như là hắn sau lưng núi dựa mặt bí thư ra tay, vậy rất khó có vãn hồi chỗ trống, đây mới là hắn chân chính tức giận địa phương. Chu, chu thị trưởng, chuyện này ta quả thật vậy không có biện pháp à, vậy Italy người ngoại quốc rất cố chấp, căn bản nói không thông. Trịnh Thục Hán vẽ mặt đưa đám, nói. Được rồi, cho ta im miệng vậy chu trác hiển nhiên lười được nghe những thứ này nói nhảm mặt âm trầm trầm mặt hồi lâu bỗng nhiên lạnh khóc nói chính là một cái phá bác sĩ lại dám xấu xa ta chu trác chuyện tốt cũng không thể cứ tính như vậy nghe được chu trác trong lời nói vậy làm người ta xương cũng phát rét lạnh ý trịnh thục hán cả người giật mình một cái run rẩy nói chu thị trưởng muốn không muốn ta đi sờ một cái thằng nhóc kia căng cơ xem hắn cùng hoàng phó thị trưởng rốt cuộc là quan hệ như thế nào hắn gọi Chu Trác cái này phó thị trưởng là thị trưởng, mà gọi Hoàng Đào cái này thường vụ phó thị trưởng là phó thị trưởng, cái này rất lộ vẻ lại chính là ngôn ngữ nghệ thuật, ai kêu hắn là Chu Trác thư ký đâu. Câu thường nói, gần vui như gần cọp a. À. Đối mặt Chu Trác loại này tính tình nóng nảy, không nói phải trái đến cuối mà, hơi không chú ý liền có thể sẽ ra phiền toái lớn, dĩ nhiên chỉ có thể dè đặt. Tra, cho ta cẩn thận tra, trong vòng một ngày ta muốn gặp được thằng nhóc kia tất cả tư liệu, đến lúc đó, ha ha. Chu Trác mặt trầm như nước cúp điện thoại, suy nghĩ một chút, lại bỗng nhiên bấm khác một cú điện thoại. Này, là Hoàng Phó Thị Trưởng sao? Là ta à, Lão Chu. Thành phố Bắc Sơn Kim Lương Khu, Hoàng Đào Hoàng Phó Thị Trưởng nhà. Mới vừa xuất viện Hoàng Phó Thị Trưởng đang ở nhà xem tivi, đột nhiên, hắn tiếng chuông điện thoại vang lên, hắn tiếp thông điện thoại nghe được từ micro một đầu khác truyền tới thanh âm ngẩn người không nghĩ tới lại là chu trác cho hắn gọi điện thoại có thể nói bởi vì là cạnh tranh thị trưởng vì chuyện này hai người bọn họ hoàn toàn là đối lập quan hệ hơn nữa chính hắn cũng cùng thành phố đại bí thư mạc thành cái đó hệ phái không cùng cho nên hắn chân thực không nghĩ ra đối phương đến tột cùng là tại sao cho hắn đánh cú điện thoại này bất quá cho dù là nội tâm nghi ngờ trùng trùng mặt ngoài văn chương vẫn là được làm Hoàng đào làm bộ như hết sức kinh ngạc mở miệng nói. Nguyên lai là lão chú à, gió gì đem ngươi điện thoại thổi tới. Hoàng phó thị trưởng ngươi lời nói này. Cũng không là gió nào đem ta thổi tới, mà là hoàng phó thị trưởng ngươi lại là chúng ta thành phố Bắc Sơn làm một chuyện tốt, lớn chuyện thật, muốn đến, thị trưởng vị hoàng phó thị trưởng ngươi hẳn là mười phần chắc chính chứ. Thật là chúc mừng, chúc mừng. Chu trác trơ tráo không cười, mở miệng nói cái gì chuyện thật tốt, lớn chuyện thật. Còn có liên quan tới điều động sự tình đó còn không có chính thức thông báo, ta cũng không dám nói bừa. Lão Chu, ngươi cho ta đánh điện thoại này rốt cuộc là ý gì? Ta làm sao có chút không rõ? Hoàng Đào nghi ngờ nói, cảm thấy đối phương tại sao như vậy kỳ quái. Nghe đến chỗ này, Chu Trác rất hiển nhiên rõ ràng đối phương cũng còn hoàn toàn không biết chuyện này, liền bỗng dưng vô cớ lượng một cái như vậy tiện nghi lớn, không khỏi hơn nửa ghen tị, trong lòng hơn nửa căm hận phá xấu xa hắn chuyện tốt Trần Phi. Nhưng là những thứ này cũng chỉ có thể ở hắn trong lòng nghĩ, không thể biểu lộ ra, hắn vẫn là cười nói. Nguyên lai like, Hoàng phó thị trưởng ngươi còn không biết, đó chính là ta lắm mồm, bất quá, hắn rất nhanh sẽ có người thông báo ngươi đi. Trước hết như vậy đi, tạm biệt. Nói xong hắn liền trực tiếp cúp điện thoại, Hoàng Đào tự nhiên cảm giác hết sức không giải thích được, nhưng vào lúc này trần phi điện thoại lại lần nữa vang lên lần này quả thật trần phi cho hắn đánh tới này là trần bác sĩ sao xin hỏi ngươi có à ngươi nói gì có thật không hắn vốn đang tôn kính mở miệng có thể ở hắn nghe được trần phi tiếp theo nói nói sau đó trên mặt lập tức không nhìn được hiện ra ngạc nhiên mừng rỡ ý kêu to lên Converter du ung kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp nhận thầu thương nhé tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả chương 38 Hoàng phó thị trưởng kinh ngạc Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Cô vơ tơ du ung kiều cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình, lão hoàng ngươi làm gì, rẽ bất ngờ Phùng Ngọc Quyên từ trong thư phòng đi ra, không cao hứng nói Nhưng mà hoàng đào giờ phút này, nhưng căn bản không để ý biết nhiều như vậy, đắm chìm trong to lớn phim hài trong Đúng như Chu Trác tự biết mình như nhau, hắn dĩ nhiên cũng đúng mình trạng huống trước mắt rất rõ ràng, hắn vốn là thường ủy phó thị trưởng, còn liệt là thị ủy, tuyệt đối có thể nói là công nhận nhiệm kỳ kế thị trưởng người nối nghiệp. Mà bây giờ duy nhất có ý tưởng cùng hắn tranh chu trác, thật ra thì thật nếu nói, lý lịch vẫn là quá mức đơn bạc, chỉ là phó thị trưởng, còn chưa nhập thị ủy, thậm chí liền hắn hôm nay chức vị cũng là mới vừa mới điều đảm nhiệm đi lên, dưới tình huống bình thường mà nói tuyệt không có tư cách cùng hắn tranh. Có thể hết lần này tới lần khác hắn đứng sau lưng một cái mạc bí thư, thành phố Bắc Sơn người đứng đầu. Hơn nữa trước mắt ở trên tay hắn quả thật không có một kiện cầm được xuất thủ thành tích, đưa đến đối phương hữu cơ có thể thừa dịp, có rảnh rỗi có thể chui, cũng chính là trước mắt hắn khổ não địa phương. Nhưng bây giờ nhưng tình huống bất đồng, Trần Phi đưa tới cho hắn một cái lễ vật lớn, quan hệ đến bên ngoài tư đầu tư, quan hệ đến thế giới 500 xí nghiệp mạnh, phía trên tuyệt đối sẽ hết sức coi trọng, làm hắn bắt lại thị trưởng vị tỷ lệ tăng nhiều, hắn làm sao có thể mất hứng lúc này trần phi điện thoại đã cắt đứt nhưng đột nhiên lại có thể lại có một thông điện thoại gọi tới hoàng đào gặp vậy tới điện biểu hiện lên tên chữ ngẩn người nhận nghe điện thoại này là lão hợp kim sao mà lần này nói chuyện điện thoại xong sau đó sắc mặt hắn thay đổi có chút âm trầm một chút phùng ngọc quyên thấy vậy có chút không lớn đúng vội vàng tới đây dò hỏi lão hoàng à kết quả chuyện gì xảy ra người đây là Trần bác sĩ là ta kéo tới một khoảng mấy chục triệu, hơn trăm triệu công ty nước ngoài đầu tư, đối phương là thế giới 500 xí nghiệp mạnh. Nếu như phía trên là ta cộng thêm cái này bút thành tích mà nói, thì trưởng sự việc, hẳn là mười phần chắc chính. Hoàng Đào mở miệng nói. Mười phần chắc chính. Phùng Ngọc Quyên nghe vậy sửng sốt một chút, rồi sau đó mừng rỡ, cái này không phải là chuyện tốt sao. Vậy Trần bác sĩ thật là có đại năng chịu đựng quay đầu thật tốt hảo cảm cảm ơn người ta mới được. Ngươi còn như thế mặt mày ủ dục làm gì, ta xem ngươi không phải nằm mộng cũng nhớ thăng quan, leo lên sao. Hoàng đào lắc đầu một cái, giọng nghiêm túc nói. Mới vừa rồi là thành phố tổ chức bộ lão hợp kim tự mình cho ta gọi điện thoại, nói lâm an huyện bên kia thiếu người, muốn ta đem tiểu lưu còn có tiểu vương bọn họ mấy cái phái qua, điều cán bộ xuống cơ sở rèn luyện đến cơ tầng lịch luyện một chút. À, phải đem tiểu lưu tiểu vương bọn họ điều cán bộ xuống cơ sở rèn luyện đến lâm an huyện đi đây là ý gì tiểu lưu là hoàng đào thư ký tiểu vương bọn họ mấy cái cũng là hoàng đào một tay cất nhắc lên người hôm nay đều ở đây chánh phủ thành phố các ngành nhậm chức theo lý thuyết điều cán bộ xuống cơ sở rèn luyện đến cơ tầng lịch luyện đây nhất định là một chuyện tốt cho dù là năm đó mạc thành hoàng đào bọn họ đều là như thế tới có thể chồng mình sắc mặt cũng không phải chuyện như vậy phùng ngọc quyên hết sức nghi ngờ quan trường lên những thứ này đạo đạo thực ra quá nhiều khó mà hiểu ai cái này chuyện hư hỏng nếu như là ta đã lên làm thị trưởng hết thảy cũng ổn định lại sau đó cái này dĩ nhiên là chuyện tốt nhưng bây giờ hết thảy chuyện cũng chữ bác còn không có phải một cái hắn cái này tương đương với thay đổi pháp suy nhược ta trong tay lực lượng ngươi suy nghĩ một chút coi như là ta thành công lên làm thị trưởng trong tay lại không người làm gì dẫu sao ta trên đầu còn có một mạc bí thư à hoàng đào lắc đầu một cái xúc động đối phương có dụng ý khác không cần nghĩ chuyện này nhất định là vị kia ra lệnh bởi vì là vô luận là chu trác hay hoặc là thị ủy ban tổ chức cán bộ vị kia bộ trưởng đều là mạc bí thư người cơ hội có thể một tay che trời à vậy có muốn cự tuyệt hay không bọn họ phùng ngọc quyên lập tức có chút bối rối không biết nên làm cái gì cự tuyệt chuyện này sợ rằng còn không có biện pháp tự tuyệt, dẫu sao ta là bỗng dưng vô cớ lượng lớn như vậy một cái tiện nghi, để cho bọn họ trước tất cả bố trí cũng rơi vào khoảng không, nếu không phải nhường lại một chút, không nói được. Hoàng đào nhíu mày nói, cuối cùng, vẫn lắc đầu một cái than thở một tiếng. Tóm lại vẫn là lượng lớn như vậy một cái tiện nghi, để cho điểm sẽ để cho điểm đi, ngày mai ta đi liền thông báo tiểu lưu bọn họ điều cán bộ xuống cơ sở rèn luyện Lâm An. Trần Phi dĩ nhiên không biết mình tùy tính một lần cử động, đối với thành phố Bắc Sơn quan trường tạo thành biết bao to lớn chấn động, dĩ nhiên, hắn vậy không có hứng thú biết. Ngày thứ hai sáng sớm, Trần Phi rất sớm liền từ trong trạng thái tu luyện tỉnh lại, đổi lại một bộ mới vừa hơ khô bộ đồ mới, một mặt thần thanh khí sản, rời đi khách sạn California Garden liền hướng thành phố Bệnh viện Trung ương đi. Rất hiển nhiên, hôm nay là hắn lớn như vậy tới nay lần đầu tiên trấn giữ môn chẩn tự nhiên vẫn là có như vậy, một chút xíu, hưng phấn rồi. Đại khái 7-8 giờ dáng vẻ, Trần Phi đuổi chật chội xe buýt đi tới thành phố Bệnh viện Trung ương. Mặc dù ở Tu Vi đạt tới luyện khí tầng 2 sau đó, hắn đã sau người bình thường rất ít toát mồ hôi, nhưng ở vậy chật chội trên xe buýt như thế một chuyến xuống, lại là mùa hè nóng bức, hay là để cho sau lưng hắn hiện ra từng tầng một mịn mồ hôi nóng, xác xác thật thật có chút quá nóng cái này làm cho hắn kiên định gần đây phải đi mua chiếc xe thay đi bộ dẫu sao cái này cứ đuổi xe buýt thật giống như còn thật không phải là cái chuyện này à thành phố bắc sơn bệnh viện trung ương vốn phải là ở khu thành phố trung tâm địa khu có thể bởi vì là năm gần đây không ngừng khuếch trương chiều rộng mà đưa đến sử dụng đất đai diện tích chưa đủ không được mấy liền dời đến nội thành phía bên ngoài khu cao tân sáng nghiệp bên này thành tựu thành phố bắc sơn thậm chí toàn bộ tỉnh giang nam đứng vào trước ba tổng hợp tính bệnh viện tam giác thành phố bắc sơn bệnh viện trung ương hưởng dự bên trong tỉnh bên ngoài mỗi năm đều có không thiếu vùng khác người bệnh mộ danh tới mặc dù là sáng sớm nhưng cái này loại bệnh viện lớn vậy vẫn là có rất nhiều người đã ở lấy số nhất là tất cả y học phòng chuyên gia số lại là cung không đủ cầu rất nhiều đều đã xếp hàng mấy ngày sau một tuần đi vừa vặn ngày hôm nay đến phiên vị kia vương khải thúc thúc, lưu chi song trực, hắn bởi vì là chỗ ở khoảng cách bệnh viện tương đối gần, cho nên vậy quá sớm liền đi tới bệnh viện, có thể làm hắn thấy giống vậy đã tới bệnh viện Trần Phi bóng người sau đó, lập tức thân thể run lên, nguyên bản cà nhõng thần sắc đổi được khẩn trương. Hắn dĩ nhiên còn nhớ được ngày đó ở nhà hàng Hồng Hà sự kiện kia, liền liền bọn họ khoa tâm huyết quản lớn nhất bốt, Lưu Trường Sơn đều phải lấy lễ đối đãi nhân vật, hắn nhưng không có mắt ngay ngốc đụng vào, đây quả thực để cho hắn hối hận tới cực điểm rất sợ đối phương một cái mất hứng để cho hắn bước vậy trung y phòng ban phó chủ nhiệm bác sĩ trịnh nghị theo gót vậy hắn mới là muốn muốn khóc cũng khóc không được thật may đối phương tựa hồ lười được so đo với hắn cũng để cho hắn thở phào nhẹ nhõm nhưng bây giờ hắn lại có thể lại cùng đối phương đụng phải cái này làm cho tim hắn không chịu thua kém nhanh chóng nhảy cẩn lên trong lòng hết sức hốt hoảng nhưng hắn do dự hồi lâu Cuối cùng còn là tuyệt đối đi lên chào hỏi, rồi sau đó thận trọng đi lên trước mở miệng nói. "Trần bác sĩ ngươi tốt, ngày hôm nay ngươi là tới làm sao?" "Tới thật sớm à. Ngươi là?" "Nhà, nguyên lai là Lưu bác sĩ à, làm sao, ta như vậy vương đại trưởng lớp mấy ngày nay thế nào?" Trần Phi nhận ra đối phương, cười híp mắt nói. "Vậy Lưu Chi xong nghe vậy giật mình một cái, lập tức cười xòa nói ta đã để cho thằng nhóc kia cút đi, trần bác sĩ ngươi xin yên tâm, ta sau này tuyệt đối sẽ không làm tiếp loại này chuyện hồ đồ, không để cho người bất kỳ từ ta cái này đi cửa sau. biết sai có thể thay đổi thiện cực lớn yên, lưu bác sĩ ngươi vẫn là thật không tệ, được rồi, trước hết như vậy đi, vừa vặn ta cũng phải đi khoa tâm huyết quản đưa tin, liền cùng đi chứ. trần phi nghe xong cũng cảm thấy rất đúng phương là người thông minh, vậy lười được lại công công đạo đạo, cười lên tiếng. ung là Trần bác sĩ mời cùng ta tới bệnh viện ta quen thuộc, ta lập tức mang ngươi đã qua. Vậy Lưu Chi Song hiển nhiên nghe được Trần Phi trong giọng nói ý nghĩa, thở phào nhẹ nhõm, vội vàng nói. Vừa nói, hắn liền dẫn Trần Phi đi tới thành phố bệnh viện trung ương lá bài chủ chốt phòng ban, khoa tâm huyết quản. Converter Du Ung kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp nhận thầu thương nhé. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 39 lần đầu tiên môn chẩn. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Cô du ung kiều cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình, tiểu phi ngươi tới, tới tới tới, màu tới đây, ta đã là người sắp xếp xong xuôi môn chẩn gian phòng, ngươi tới xem xem có hài lòng không. Không nghĩ tới như thế một sáng sớm, Lưu Trường Sơn còn có vị kia chu viện trưởng thì đã tâm huyết quản khoa chờ ngươi, trận này chiến đấu lập tức đem một bên đi theo Lưu Chi song sợ hết hồn, vui mừng mình thông minh, cứu vãn coi như kịp thời chỉ gặp vị kia chú viện trưởng vừa lên tới liền nhiệt tình kéo trần phi đem hắn dẫn tới tâm huyết quản khoa bên trong một cái cửa chẩn gian phòng bên trong bố trí rất tốt hơn nữa rất sạch sẽ hơn nữa hết thảy đều là mới tin tuyệt đối là cái này hai ngày mới vừa chuẩn bị xong phòng tân hôn ở giữa còn có rất nhiều trung y khoa đặc biệt có đồ tỉ như ngân châm ống giác lửa các loại chú viện trưởng các người đây thật là tốn kém không cần phải a à thấy tình cảnh này, Trần Phi trong lòng vẫn là có chút cảm động. Cho dù trước lão này ở hắn trong ấn tượng gắn gượng kém, nhưng không thể không nói, liền chuyện như vậy là hắn vãn hồi không thiếu phần ấn tượng. Không phá phí, cái này có gì tốn kém. Có thể làm cho tiểu phi ngươi tới ta viện nhậm chức trấn giữ, lại làm mấy gian phòng ở giữa đi ra cũng không việc gì, dù sao khoa thất chúng ta địa phương lớn, chứa hạ, ha ha. Lưu Trường Sơn ở một bên mở miệng cười nói, rất hiển nhiên, hết thảy các thứ này trong tất nhiên còn có hắn một phần công lao. Trần bác sĩ, ngươi xem cái này, những thứ khác đều chuẩn bị xong, chính là lý lịch sơ lược này phải thế nào viết? Ngay tại lúc này, vậy chú viện trưởng đột nhiên nhỏ giọng mở miệng hỏi. Nguyên lai, ở mỗi một vị có tư cách môn chẩn chủ nhiệm bác sĩ, phó chủ nhiệm bác sĩ môn chẩn thất bên ngoài, theo quản lý cũng sẽ ngã treo một bản giới thiệu tuyên truyền toan tính, tỉ như lấy được cái gì cái gì giải thưởng cái gì cái gì trong ngoài nước điểm chính đại học y khoa tốt nghiệp, hay hoặc là cái gì trong ngoài nước y học tiến sĩ sinh đạo sư, một nước nào đó tay học trò đắc ý đợi một chút. Giống như lưu trường sơn môn chẩn thất bên ngoài treo sơ lực lý lịch, phía trên liền viết là Lưu trường sơn, năm, chủ nhiệm bác sĩ, ra đời với năm 1973, tốt nghiệp từ Canada Mạch Dinh Đại học, học vị tiến sĩ, từng lấy được Canada Mai Tây Á y học giải thưởng lớn thi đấu hạng nhất từng vinh lấy được Bắc Mỹ top 10 tâm huyết quản vinh dự chuyên gia danh hiệu. Lâm sàng giải phẫu gần 20 năm, kinh nghiệm phong phú, là ta tỉnh nhiều vị lãnh đạo xem bệnh. Rất hiển nhiên, vậy một chuỗi các loại hạng nhất, danh hiệu vinh dự hoàn toàn đủ để nổi lên ra lưu trường sơn ngạo mạng, cùng với hắn ở tỉnh Giang Nam thậm chí cả nước trong phạm vi tâm huyết quản bên trong khoa quyền uy tín. Có thể vật này đến Trần Phi vậy lại để cho chú viện trưởng phạm vào khó khăn, cái này giới thiệu vắng tắt trốt cuộc hẳn viết như thế nào, mới thích hợp đây. Cái này đơn giản. Nhưng mà Trần Phi lại không đem loại chuyện nhỏ này để ở trong lòng, mà là tùy tiện tìm tờ giấy nhỏ, viết viết vẽ, sau đó đưa tới Lưu Trường Sơn trên tay, cười nói. Cứ như vậy viết đi. Chỉ gặp tờ giấy kia trên viết. Trần Phi, Nam, năm 1989 sinh, thổi nhỏ truy tìm danh gia nghiên tập trung y, sở trường các loại nghi nan tạp chứng cái này, Trần Phi muốn không muốn đưa cái này giới thiệu sửa đổi một chút. Vậy chu viện trưởng nhiên đầu đi vừa thấy, sắc mặt lập tức liền đắng ép đứng lên. Bởi vì làm cho này giới thiệu vắng tắt chân thực quá mất mặt, hắn căn bản không dám tưởng tượng có cái gì bệnh nhân sẽ loại này đến muốn văn bằng không văn bằng, chức vụ trọng yếu gọi không chức danh, muốn sư môn sâu xa không sư môn sâu xa trẻ tuổi bác sĩ xem bệnh, trừ phi hắn đầu óc xảy ra vấn đề. Nhưng mà, hắn quả thật biết Trần Phi thực lực, như thế há chẳng phải là lãng phí. Cứ như vậy đi. Ta như thế trẻ tuổi, nếu là cưỡng ép cho ta mang mấy đỉnh mũ cao phỏng đoán vậy không ai tin, dù sao chỉ cần bệnh viện cần ta lúc này nói cho ta một tiếng là được, ta hết sức mà là. Trần Phi cười khoát tay một cái nói, bỏ đi đối phương băng khoăn. Vậy viện trưởng, trước hết như vậy đi. Thấy tình cảnh này, Lưu Trường Sơn vậy hiểu không tốt miễn cưỡng nữa, dứt khoát vừa hướng trước Trần Phi nháy mắt ra dấu, vừa đem Trần Phi tiến cử môn chẩn thất, bắt đầu hướng hắn giới thiệu bệnh viện môn chẩn lưu trình đứng lên. Sau đó, bọn họ liền bắt đầu chính thức đi làm. Trần Phi một người ngồi ở môn chẩn thất bên trong, nguyên vốn còn có chút hùng tâm tráng trí, chuẩn bị tới một hành nghề y tế thế, lớn cứu người trong thiên hạ, có thể sự thật lại để cho hắn hết ý kiến. Bởi vì là không nghĩ tới sự thật lại có thể đúng như trước, chu viện trưởng lo lắng như vậy những thứ khác môn chẩn phòng ban chuyên cửa nhà cũng xếp hàng thành đội ngũ thật dài nhưng mà hắn môn này trước chỉ một người cũng không có thậm chí thỉnh thoảng có hai ba cái bị ngẫu nhiên phân phối đến hắn nơi này bệnh nhân chạy tới cũng còn vào cửa liền khác thường nhìn trần phi mấy lần không nói hai lời quay đầu liền đi rất hiển nhiên trần phi một cái như vậy tuổi trẻ hình tượng thật giống như quả thật không có biện pháp bị những bệnh nhân tín nhiệm thậm chí có người lúc trời hắn môn chẩn thất quay đầu đi gác cửa bên ngoài tường kia lên treo ngược giới thiệu toan tính, cũng khoa trương lắc đầu một cái, làm Trần Phi khóc cười không được, thậm chí có chút liền chính hắn cũng ngượng ngùng. Hắn đều ở đây cái này môn chẩn thất bên trong đợi hơn nửa ngày, lại có thể liền một bệnh nhân cũng không có, đây quả thực để cho hắn tự mình cảm giác có chút lỗi vậy phần tiền lương. Dẫu sao năm ấy lương 300 ngàn cũng không phải cầm không đi. Ngay tại lúc này, rốt cuộc có hai người đi vào hắn môn chẩn thất, khoát tay, nhưng phát hiện lại là người quen hoàng phong trần bác sĩ ngươi khỏe rất hiển nhiên cùng trước kia thái độ so sánh hoàng phong hôm nay thấy trần phi đổi được cung kính rất nhiều không phải rất nhiều mà là rất nhiều người khác không biết trần phi có cái gì bản lãnh nhưng hắn hoàng phong hôm nay nhưng có thể nói là rõ ràng chỉ là không trước khi nói hoàng đào trong miệng dính dấp đến nào đó mê tín quái lực loạn thần liền nói đối phương chỉ tốn mấy ngày thời gian sẽ để cho hắn vậy ngồi cốt gãy xương ngồi cốt tổn thương thần kinh phụ thân bình phục xuất viện đây đã là một người bình thường có thể làm được chuyện tình để cho trong lòng của hắn có sâu đậm kính sợ nói sau hôm nay trần phi còn giúp trước hắn phụ thân kéo tới như thế một số lớn ngoại thương đầu tư đây quả thực là giúp hắn phụ thân bận rộn càng làm cho hắn không đắc tội nổi mỗi lần nghĩ đến cũng cảm giác khó hiểu phát rét mà ở thấy đường đường hoàng đào hoàng phó thị trưởng công tử lại có thể dùng như vậy nhún nhường thái độ cùng một trẻ tuổi bác sĩ phát biểu, cái này làm cho đứng ở hoàng phong bên cạnh người nọ trợn trong mắt, vội vàng cúi đầu, trái tim nhỏ bịch bịch nhảy loạn, tay chân lạnh cả người. Hắn là ngày hôm nay mới vừa được cất nhắc lên, mặc dù trước kia cũng đã cho hắn cây sẻ, để cho hắn làm được trong lòng hiểu rõ, có thể hắn vẫn là không có nghĩ đến đối phương năng lượng lại có thể như vậy khủng bố, liền đường đường thường vụ phó thị trưởng con đều như vậy cẩn thận một chút, dùng như vậy nhúng nhường giọng phát biểu sinh sợ đắc tội cái gì cái này quả thực chân thực có chút thật không tưởng tượng nổi đi có thể hắn lại nơi nào biết hôm nay trần phi chỉ sợ cũng coi như là vị kia hoàng phó thị trưởng đích thân tới hơn phân nữa cũng là cái này bức thận trọng thái độ không dám bất kỳ mạo hiểm dẫu sao ở hắn trong lòng trần phi hẳn đã không tính là người bình thường để cho hắn cảm thấy sợ ngươi là trần phi nghi hoặc nhìn người nọ mở miệng hỏi. Vậy Hoàng Phong nghe vậy lập tức muốn giới thiệu, bất quá lại bị người nọ cướp trước một bước, nói: "Trần bác sĩ ngươi tốt, ta kêu Tiền Hướng Vinh, là hoàng lãnh đạo mới vừa cất nhắc lên thư ký. Ngươi kêu ta Tiểu Tiền là được rồi. Ta à, nguyên lai là hoàng phó thị trưởng thư ký, rất hân hạnh được biết ngươi." "Phong thiếu, ngươi là đến thăm ngươi vậy bệnh dạ dày chứ?" Trần Phi hướng hắn gật đầu một cái, coi như là biết rồi sau đó lại quay đầu nhìn về hướng Hoàng Phong hỏi. Hắn bỗng nhiên nhớ lại mấy ngày trước đối phương nói là muốn tới tìm hắn nhìn một chút hắn vậy bệnh dạ dày. Trần bác sĩ ngươi có thể đừng gọi ta cái gì phong thiếu, nếu để cho ba ta biết, bảo đảm được quốc chết ta, ngươi sau này thì kêu ta tiểu phong đi, dù sao ta tuổi tác hẳn sau ngươi nhỏ một chút. Vậy Hoàng Phong lập tức hốt hoảng mở miệng, sau đó nói. Trần bác sĩ, ta bệnh này thật giống như có chút nghiêm trọng, hai ngày trước mới phạm vào một lần, đau được ta chết đi sống lại. Phải không, ngươi tới đây ta xem xem. Trần Phi nghe vậy khẽ nhíu mày, để cho Hoàng Phong ngồi xuống là hắn bắt mạch. Cô Vơ tơ Du Ung kêu cầu ủng hộ bộ thần cấp nhận thầu thương nhé. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. 40 chương 40 Chương bày cảm nghĩ Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Các vị anh chàng đẹp trai mỹ nhân, manh mũi giấy, xuất thuộc lê, quyển sách ở đi qua 40 vạn chữ công chúng phiên bản sau rốt cục chương bài. Chương bài, đương nhiên ý nghĩa muốn thu phí, ta biết bởi vậy có thể sẽ có không ít bạn đọc sẽ chọn rời đi, khí cầu cũng quả thực không có cách nào, dù sao muốn ăn cơm, muốn sinh hoạt, vì vậy chỉ có thể cảm tạ các ngươi đã từng cổ vũ còn có chống đỡ. Mà nếu chúng vị bằng hữu nghĩ khí cầu sách này viết tạm được, có thể để mắt nói, xin mời ở cuốn này sách tối thời khắc quan trọng nhất cống hiến ra một phần của các ngươi lực lượng. Chống đỡ bản chính, đặt một chút, đây đối với quyển sách tiền đồ còn có khí cầu mà nói đều rất trọng yếu, trước đã cảm ơn. Kỳ thực từng tháng đọc sách về điểm này tiền thực sự không mắc, cũng liền giá trị vài gói thuốc lá vài chai nước, có thể đây đối với khí cầu ta mà nói cũng duy nhất có thể chống đỡ tiếp động lực, thật lòng. Vì vậy khí cầu sẽ thấy nói nhảm nhiều, lại nhảy một câu. Xin ủng hộ bản chính, đặt một chút quyển sách mặt khác, các vị bạn đọc nếu có năng lực nói, trưng bày sau xin nhiều cho nhiều quyển sách bỏ phiếu đề cử, khen thưởng, còn có vé tháng. đặc biệt vé tháng, cái này cũng có thể cho tác giả ta mang đến một điểm thu nhập, vì vậy phiền toái, cảm ơn nhiều. còn có chính là nhóm thư hữu vấn đề, trước thấy có bạn đọc đang hỏi 144958878, khí cầu vừa sáng lập một cái quy quy đàn, mọi người có thể thêm một chút. Cuối cùng, trưng bày sau bản loại tình huống bình thường một ngày canh ba, cũng chính là 9 ngàn tự. Có tình huống đặc biệt nói sẽ ngoại lệ. Đã ngoài. Cảm tạ mọi người. Cho vài cái thăng nha anh em. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả.